đào đôi mắt để mọi người cảm giác hắn không phải một người, mà là một cái sát thần. Giết, tào đoạn thiên cuối cùng vẫn quát lớn, hắn không có lựa chọn nào khác, mà tình không chết, hắn trước kia cố gắng sẽ giao trì đông lưu, cũng vô pháp cùng tam tộc bàn giao, tay của hắn trùng điệp vung xuống, tất cả mọi người người mi tâm hoa mai nốt rồi cũng phát sáng lên, liền muốn phóng thích công kích linh hồn. Băng phong thiên lý, giang giật cũng không có chút gì do dự, thân thể bên ngoài một cỗ hàn lưu hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, hắn thân thể nhanh chóng chấp động hướng dưới mặt đất phóng đi, Nguyễn kiếm trong tay múa, liền muốn phóng thích thần âm thiên kỹ. Xuy suy gần ngàn đạo kim sắc quang mang theo phục hổ tông tộc nhân mi tâm lấp lánh mà ra, để giang giật khiếp sợ là những cái kia công kích linh hồn cũng không phải là thẳng tắp, mà là tựa như mấy ngàn đạo sẽ động như lưu quang, trên không trung hóa thành một đường vòng cung hướng dưới mặt đất vào tới, ánh mắt rõ ràng là đã nửa người xông vào địa động hắn. Linh hồn này công kích thế mà lại còn dễ ngoặt truy kích. Giang giật linh hồn chấn động, thân thể của hắn cũng ngừng lại, linh hồn này công kích đã có thể truy kích, hắn khẳng định không thể trốn đi đâu được, bằng vào hồn kiếm cũng rất khó ngăn trở, sống còn hắn chỉ có trước độn thiên rời đi. Ngao, vào thời khắc này, nơi xa vang lên một đạo long ngâm, một đầu to lớn băng long gào thét mà đến, tốc độ nhanh như hồng quang, cùng một thời gian nhất đạo kinh khủng uy áp bao phủ tất cả mọi người, để giang giật cảm giác thân eo đều không thẳng lên được. Ánh mắt của hắn hướng phương bắc nhìn lại, đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hô lên, băng long vệ thiên, thiên ẩn tông ngũ trưởng lão. Suy suy, băng long tốc độ quá nhanh, so với lần trước nhanh hơn mấy lần, chỉ là một cái nháy mắt tựu đã tới giang giật cùng phục hổ tông tộc nhân ở giữa, đầu kia băng long cũng mạnh mẽ chặn lại kia gần ngàn đạo công kích linh hồn, giang giật trên thân tuôn ra hàn lưu, thế mà cũng bị mạnh mẽ đánh tan. ầm, um, băng long đập vào tầng băng phía trên, phát sinh kịch liệt bạo tạc, tầng băng bị tạc nứt, từng đầu khe nứt to lớn hướng nơi xa dọc theo. bạo tạc trung tâm còn ra phát hiện ra một cái cự đại lỗ thùng, dưới lớp băng ngàn trượng nước biển bị tạc ra, nhấc lên ngàn cơn sóng tốn. ầm um, bạo tạc đưa tới sóng xung kích đem giang giật cùng phục ma tông người toàn bộ nổ bay, giang giật thân thể tại tầng băng phía trên lộn mười mấy cái giới mới ngừng lại được, hắn nguyễn kiếm chống đất quỳ trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua phương bắc năm đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh. Ngũ trưởng lão thực lực lại đã đạt tới bán thần, là nàng trước kia che giấu thực lực, vẫn là gần nhất mới đột phá nàng không phải xoay chuyển trời đất ẩn tông sao vì sao giờ phút này xảy ra cái này như tuyết ánh mắt của hắn rất nhanh bị ngũ trưởng lão sau lưng tô như tuyết hấp dẫn đáng tiếc tô như tuyết căn bản không có nhìn hắn lạnh đến cùng một tòa băng sơn bán thần tào đoạn thiên mấy người cũng hù dọa đầu kia băng long nếu là nện ở trên người bọn họ toàn bộ người đều muốn thịt nát xương tan hắn giãy dụa đứng lên nhìn qua phiêu nhiên bay tới ngũ trưởng lão cùng bốn vị thánh nữ vội vàng chắp tay nói, đoạn thiên tham kiến ngũ đại nhân, bốn vị thánh nữ. Tham kiến ngũ đại nhân, bốn vị thánh nữ, phục hổ tông tộc nhân cũng nhao nhao hành lễ, giang giật đứng lên, tùy ý vừa chắp tay, ánh mắt tại ngũ trưởng lão trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tô như tuyết trên mặt, hắn cười nhạt một cái nói, ngũ trưởng lão, tuyết thánh nữ, chư vị thánh nữ tốt. Ngũ trưởng lão khẽ vuốt cằm cũng không nói lời nào, tào đoạn thiên đợi một hồi, chắp tay nói, ngũ đại nhân, thiên ẩn tông một mực không nhúng tay vào thuyết vực phân tranh, lần này vì sao muốn xuất thủ trợ giúp cái này phát rồ ma đầu ngươi cũng nhìn thấy, nhiều người như vậy toàn bộ đều là ma tinh một người giết, hắn còn muốn giết chết chúng ta, bọn hắn thiên ma tộc xem ra là muốn xưng bá thuyết vực. Ha ha, Giang giật mỉm cười, một câu đều không có giải thích phản bác, ngũ trưởng lão ra cái này, cũng liền không có hắn chuyện gì, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bãi bình việc này. Quả nhiên, ngũ trưởng lão lường tào đoạn thiên một chút, nhàn nhạt nói ra ta đích xác thấy được, kỳ thật. Việc này từ đầu tới đuôi ta đều nhìn, đoạn thiên thiếu tộc trưởng, nếu không ta đem chuyện đã xảy ra cùng ngươi nói một chút thuận tiện đi cùng nhà ngươi lão tổ tông tâm sự. Bá bá bá, tào đoạn thiên cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng thời đại biến, không có một tiêu huyết sắc. Trường 1017, đục nước béo cò. Tào đoạn thiên bố cục này, cha của hắn cùng phục hổ tông tông chủ cũng không cảm kích, lần này hắn coi là giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại động thủ cũng không phải là hắn, là khâu bạch hỏa học mạnh đạt, sở dĩ coi như sau đó ma thần truy cứu, cũng sẽ không dính dấp đến hắn. Lui một vạn bước nói, coi như ma thần căn cứ sau đó dấu vết để lại đoán được là hắn ở sau lưng bố cục lại như thế nào không có chứng cứ, ma thần dám đi phục hồ sơn nháo sự nhà hắn lão tổ tông tuyết vực người thứ hai cũng không phải gọi không. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tam tộc cường giả còn có chuyên môn khắc chế gian giật băng phong thiên lý hỏa cách tộc xuất thủ, cuối cùng không chỉ có không có giết chết hắn, tự liền ma yêu nhi bọn người chạy trốn, giang giật phản sát, tam tộc cường giả toàn quân bị diệt. Cái này kỳ thật cũng không tính là gì, mấu chốt là thiên ẩn tông một cái bán thần trưởng lão vừa lúc tại phụ cận, nàng còn mắt thấy sự tình trước sau đi qua, như việc này theo trong miệng nàng truyền bá ra ngoài, tào đoạn thiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ có tam tộc sẽ tìm hắn phiền phức, thiên ma tộc cũng sẽ tìm hắn để gây sự, hắn người thiếu tộc trưởng này tuyệt đối không làm được. Phục hồ tông còn có thể bị các tộc vây công, như thiên ẩn tông nhúng tay, phục hổ tông thậm chí có thể bị diệt tộc. Bịch, nghĩ tới đây tào đoạn thiên hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, hướng ngũ trưởng lão thật sâu cong xuống, sợ hãi nói ra, ngũ đại nhân, tại hạ nhất thời ma quỷ ám ảnh, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ đoạn thiên một lần. Ha ha, Giang giật đùa cợt cười một tiếng, hắn không biết việc này tính nghiêm trọng, cũng không biết thiên ẩn tông tại tuyết vực lực uy hiếp chỉ là đơn thuần xem thường tào đoạn thiên không có cốt khí một cái đại lão ra trực tiếp quỳ xuống ngươi cùng bản tỏa quỳ xuống không dùng ngũ trưởng lão mặt không thay đổi nói ra chúng ta thiên ẩn tông chưa từng nhúng tay tuyết vực phân tranh lần này chúng ta vốn là đến xem băng hoa trùng hợp đi ngang qua thôi đoạn thiên thiếu tộc trưởng việc này đã bản tỏa gặp tự nhiên hy vọng hòa bình giải quyết không cần tiếp tục giết chóc cũng hy vọng ngươi có thể đem việc này chìm xuống đừng cho các tộc tái khởi chiến sự dạng này mới là thương sinh chi phúc tuyết vực chi phúc ngươi cảm thấy thế nào ngũ đại nhân giáo huấn cực kỳ đoạn thiên nhất định cần tuân đại nhân ý chỉ tào đoạn thiên vội vàng chắp tay đáp ứng nội tâm cũng có chút thở dài một hơi ngũ trưởng lão cũng không có truy đến cùng ý tứ bất quá là muốn làm một lần giả thánh nhân thôi nàng ý tứ rất rõ ràng để hắn đi đem việc này cho giải quyết tốt hậu quả đừng cho tam tộc cùng thiên ma tộc khai chiến việc này coi như xong giải quyết tốt hậu quả nghĩ đến cái này tiểu đau đầu chết ba cái thiếu tộc trưởng còn có nhiều như vậy cường giả việc này sao có thể lắng lại tam tộc tộc trưởng vậy làm sao bàn giao không có khả năng nói bọn hắn đều bị băng thú giết a à? đúng rồi băng thú vương tào đoạn thiên rất nhanh nghĩ đến một biện pháp tốt phục hổ trong tông còn giam giữ lấy một cái băng thú vương có thể đem cái này băng thú vương phóng xuất tại sắp hiện ra chàng giả tạo một phen phụ cận không có bất kỳ cái gì người chứng kiến việc này hẳn là có thể man thiên quá hải ma tinh ánh mắt của hắn hướng giang giật nhìn lại trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất ám đạo về sau có cơ hội nhất định muốn chém giết người này, dùng báo mối thù ngày hôm nay. Giang giật, phụ cận còn ẩn núp ba người, ta giúp người toàn bộ xử lý. Bên này ngũ trưởng lão cùng Giang giật ngay tại truyền âm, nàng dừng một chút tiếp tục truyền âm nói, người muốn mượn thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc, ý nghĩ này không sai, bất quá người quá nóng lòng, sự tình lần này ta giúp ngươi giải quyết, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chúng ta thiên ẩn tông không thể quá nhiều lẫn vào tuyết vực phân tranh, đây là tông quy người tốt nhất về trước thiên ma tộc tu luyện một đoạn thời gian, lại chậm chậm mưu toan, như tuyết nhà đầu này ngươi yên tâm đi, nàng là hiếm thấy linh thể, trong tộc trưởng lão đều đối nàng rất là yêu thích, nàng tại thiên ẩn tông sẽ không nhận nửa điểm ủy khuất. Đa tạ ngũ trưởng lão, Giang giật chắp tay nói tạ, sau đó thật sâu nhìn một cái tô như tuyết, chân sau một điểm hướng nơi xa chạy như điên, không quay đầu lại nữa xem mọi người một chút. Tô như tuyết một mực ánh mắt băng lãnh, chưa bao giờ nhìn tới Giang giật, tại hắn rời đi một khắc này, đôi mắt sốt cục động nhìn qua bóng lưng của hắn trong mắt đẹp hiện lên một tia mê mang ngũ trưởng lão chờ đợi gian giật rời đi về sau lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía tảo đoạn thiên đạo đoạn thiên thiếu tộc trưởng người cũng trở về đi thôi cứ việc đem việc này bình ổn lại nếu là gây nên mấy tộc đại chiến ta sẽ đích thân bên trên một chuyến phục hồ sơn đi thôi nói xong ngũ trưởng lão hướng sau lưng bốn tên thánh nữ gật đầu một cái năm người thân thể đằng không mà lên phiêu nhiên mà đi giống như người trong trốn thần tiên Hô hô, tào đoạn thiên cố nén xúc động mà chửi thề, thật dài ít mấy hơi, hạ lệnh, toàn bộ giải tán, đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa, không phải để bất luận kẻ nào tới gần, nước trôi ngươi cùng ta trở về, hướng phụ thân cùng lão tổ tông thỉnh tội đi. Phong tỏa, mấy tên trưởng lão có chút không hiểu, ánh mắt nhìn về phía tào đoạn thiên, cái sau bất đắc dĩ thở dài nói, kế sách hiện nay chỉ có đem chấn áp băng thú vương phóng xuất, nếu không căn bản là không có cách cùng tam tộc tộc trưởng bàn giao, các ngươi nhớ cái việc này không phải để bất luận kẻ nào biết rõ, nếu không chúng ta phục hổ tông sẽ vạn kiếp bất phục. Băng thú vương, mấy tên trưởng lão sắc mặt biến đến khó nhìn lên, cái này băng thú vương là năm đó phục hổ tông phí hết rất đại lực khí mới cầm xuống, vì thế bỏ ra mấy ngàn cái nhân mạng, cuối cùng tông chủ còn tự thân xuất thủ. Vốn là để dùng cho tàu đoạn thiên đột phá một bước cuối cùng, phóng xuất khẳng định sẽ bị tam tộc tộc trưởng đánh giết, đôi này phục hổ tông là rất lớn tổn thất. Mà tinh, ta thề giết ngươi. Tào đoạn thiên làm sao không biết hắn cắn răng nghiến lợi quát to một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi vẫn hướng phương bắc bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Phục hồ tông người đang làm gì? Băng đảo phía tây hơn một ngàn dặm bên ngoài, giang giật xếp bằng ở trong tầng băng, hắn cũng không trở về thiên ma tộc, cũng không có đi tìm ma yêu nhi các nàng, hắn tại cái này đã ngây người dòng giã hai ngày, một mực tải vận dụng thần niệm dò xét. Ngũ trưởng lão nói hắn quá nóng lòng, để hắn trở về tu luyện một trận, chậm chậm mưu toan, giang giật có thể chờ không nổi. Loại ngày này đối với hắn mà nói đơn giản liền là dày vò, một ngày không đem ải nhân tộc hủy diệt, hắn một ngày đi ngủ ăn bất an. Ngũ trưởng lão đã ra mặt, còn lấy được tàu đoạn thiên tay cầm, trong thời gian ngắn tàu đoạn thiên khẳng định không dám đuổi giết hắn, mà lại bọn hắn khẳng định cho là hắn đã trở về thiên ma sơn, hắn tại cái này rất an toàn. Hắn dò xét hai ngày, liền là muốn làm rõ tàu đoạn thiên là thế nào giải quyết tốt hậu quả. Chết ba cái thiếu tộc trưởng cùng nhiều cường giả như vậy, việc này như truyền ra về sau, tam tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tào đoạn thiên như không có có hợp lý giải thích, ngũ trưởng lão liền sẽ thay hắn giải thích. Sở dĩ giang giật muốn nhìn một chút tào đoạn thiên làm thế nào, nhìn xem có thể hay không có lợi dụng cơ hội. Mượn nhờ thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc là một con đường con, để ải nhân tộc hỏa cách tộc mãnh tượng tộc cùng phục hổ tông khai chiến, cũng là một con đường con. Dù sao chỉ cần ải nhân tộc cùng còn lại chủng tộc khai chiến, không ngừng làm hao mòn thực lực của bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn khu trục ra ải nhân sơn là được rồi hai ngày qua, phục hồ tông đệ tử một mực tại băng đảo phạm vi ngàn dặm địa vực tuần tra, bất kỳ cái gì ngoại tộc võ giả một khi tới gần băng đảo đều sẽ bị cảnh cáo khu trục. Giang giật ngược lại là thấy rõ, tàu đoạn thiên đây là tại phong tỏa tin tức, hắn cũng đang chờ tàu đoạn thiên hành động tiếp theo. Ngao, ngày thứ tư, tàu đoạn thiên hành động tiếp theo rốt cuộc đã đến, băng đảo phương hướng chuyển đến một tiếng chấn thiên bạo giống, thanh âm chấn thiên động địa, mà ngay cả hơn một ngàn dặm thêm giang giật đều có thể ngầm trộm nghe đến. Đây là băng thú vương vẫn là băng mỹ vương tào đoạn thiên chiêu này vu oan giá họa ngược lại là dùng không tệ a. À. Giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong quang mang bắn ra bốn phía, chuyển động vài vòng hắn nhếch miệng cười, u u nói ra, đã muốn đem nước này làm hồ đồ, vậy ta cũng xoa một cước, để nước này càng hồ đồ một chút đi, vũng nước đục mới tốt mạc ngư a. À. Chương 1018, đường đao tộc, nước hoàn toàn chính xác hồ đồ đi lên, một cái băng thú vương đột nhiên ra băng đảo phụ cận hơn nữa còn là một cái nổi điên băng thú vương, vừa xuất hiện sau tựu bốn phía giết chóc, ải nhân tộc mãnh thượng tộc hỏa cách tộc thiếu tộc trưởng vừa lúc tại phụ cận, toàn bộ đều bị băng thú vương đánh chết. Phụ cận còn có còn lại trùng tộc võ giả, đồng dạng bị đánh chết không ít, phục hổ tông đồng dạng tổn thất nặng nề, giờ phút này băng thú vương còn tại băng hải bên trong càn quấy. Tin tức như hoa tuyết truyền khắp tuyết vực, toàn bộ tuyết vực tựa như phát sinh động đất, vô số cường đại chủng tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều còn lại tiểu tộc tộc trưởng cũng xuất lĩnh cường giả thẳng đến băng hải, chuẩn bị cộng đồng đánh giết băng thú vương, thuận tiện kiếm một chén canh. Băng thú cùng băng mị là tuyết vực kỳ lạ yêu thú, đây là băng tuyết bên trong thai ngén mà ra mị linh, mỗi một cái băng thú băng mị trong thân thể đều có một gỗ tinh khiết băng nguyên chi lực. Cái này băng nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực đồng dạng rất là chân quý, đối với cường giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn, sở dĩ các tộc đều phái tộc nhân đi đánh giết băng thú, dùng trên thi thể trao đổi lấy chiến công. Băng thú vương cùng băng mị vương kia càng không tầm thường, bọn chúng trong thân thể băng nguyên chi lực càng thuần túy, càng cường đại. Một cái băng thú vương băng mị vương so trăm vạn băng thú băng mị còn muốn chân quý, một khi có băng thú băng mị vương xuất hiện, các tộc đều sẽ phát sinh đại chiến tranh đoạt, mỗi lần cũng sẽ để tuyết vực tử thương thảm trọng. Lần này tử thương càng là trước nay chưa từng có, tam tộc ba cái thiếu tộc trưởng thế mà toàn bộ bỏ mình. Tại ải nhân tộc đại quân đuổi tới băng đảo phụ cận về sau, nhìn thấy đầy đất tàn thi, rất nhiều thi thể rõ ràng có bị băng thú cắn xé qua vết tích về sau, ải nhân tộc đại quân bạo tẩu, điên cuồng hướng phía bắc phóng đi, băng thú vương đi phía bắc, nghe nói phục hổ tông đã bị băng thú vương chém giết không ít người. Băng hải chi bắc, một cái quái vật khổng lồ hoàn toàn chính xác tại tùy ý tàn sát, phục hổ tông có mấy ngàn người, còn có bốn năm cái còn lại chủng tộc ngay tại liên thủ vây giết. Kia bốn năm cái tiểu tộc tộc trưởng đích thân đến, nghĩ trước tiên săn giết băng thú vương, đạt được nó trong thân thể băng nguyên chi lực phụ cận còn có rất nhiều người tại người xem, để những người kia nghi ngờ là phục hổ tông tông chủ thế mà không có hiện thân, nơi này khoảng cách phục hổ tông gần nhất, như tạo bồi văn xuất thủ, cái này băng thú vương sớm đã bị giết. Băng thú vương ngoại hình rất khủng bố, hình thể giống như là một đầu to lớn thần lằn, chiều cao đạt đến 450 trượng, toàn thân tuyết trắng trên thân thể có vô số mang theo gai nhọn lân giáp. Nó đuôi sắt kinh khủng nhất, một khi bị nó đập chúng coi như bốn ngũ tinh cường giả đều muốn biến thành thịt nát, nó miệng rộng bên trong đều là răng nhọn, ngửa mặt lên trời chu lên lúc kia răng nhọn hiện ra hàn quang, để vô số lòng người kinh run sợ. Nó miệng rộng bên trong còn có thể phun ra hàn khí, hàn khí này so giang giật băng phong thiên lý kinh khủng nhiều, một khi bị bao phủ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng chết. Tốc độ của nó rất nhanh, hành tẩu như gió, tốc độ so giang giật còn nhanh hơn một tia. Phòng ngự của nó rất cường đại, phụ cận khắp nơi đều là cường giả, đối với hắn điên cuồng công kích, các loại kỳ lạ thần thông, các loại đạo văn công kích nện ở trên người nó, lại chỉ là để nó rơi xuống vài miếng lân phiến mà thôi. Càng quỷ dị chính là nó căn bản không sợ công kích linh hồn, phục hồ tông tộc nhân đối với nó phóng thích công kích linh hồn, lại tựa như công kích tại trong viên đá, băng thú vương căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ngao ngao, băng thú vương không ngừng bạo gào thét, thanh âm quá kinh khủng, có thể đem người nhát gan trực tiếp hù chết. Nó tùy ý công kích, đuôi sắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh tại bốn phương tám hướng cuồng quét, vây giết nó người ít nhất đạt đến gần vạn, khắp nơi đều là người, mỗi lần bị nó đuôi sắt một đập cũng ít nhất có gần trăm người chết đi. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, phụ cận tựu chết đi hơn hai ngàn người, trong đó không thiếu có ba bốn ngũ tinh cường giả. Nhưng các tộc cường giả cũng không có nửa điểm thoại ý, băng thú vương đã thụ thương, bọn hắn bỏ ra như thế đại giới, không có khả năng dừng tay. Toàn bộ lăn đi, cái này băng thú vương là chúng ta ải nhân tộc. Băng thú vương đánh giết nhà ta thiếu tộc trưởng, chúng ta ải nhân tộc cùng băng thú vương thế bất lưỡng lập, tất cả mọi người tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không sai, cái này băng thú vương chỉ có chúng ta ải nhân tộc có thể giết, chúng ta muốn cho thiếu tộc trưởng báo thù. Từng đạo kinh thiên bạo giống theo phía nam truyền đến, ải nhân tộc chạy tới, như một đám châu chấu theo phía nam băng băng mà tới, liếc nhìn lại ít nhất có 7, 8 ngàn người, rất nhiều người lùn khí thế cường đại, ải nhân tộc cường giả hẳn là ít nhất xuất động hơn phân nửa. Ừ, còn lại mấy cái chủng tộc toàn bộ cuống lên, bọn hắn chết nhiều người như vậy, cái này băng thú vương đã thụ thương, đánh giết là vấn đề thời gian, ải nhân tộc tới liền muốn cướp đoạt. Nhưng ải nhân tộc bán thần chưa từng xuất hiện, rất có thể liền tại phụ cận, bọn hắn tới cường giả rất rất nhiều, còn lại mấy cái tiểu tộc giận mà không dám nói gì, nhưng cũng không cam chịu tâm như vậy thối lui, chỉ có thể lui ra phía sau một giảm quan sát. Để bọn hắn nghi ngờ là, phục hổ tông cũng đã chết không ít người, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, chờ mắt nhìn xem người lùn đại quân vượt trên đến, đem băng thú vương vây lại tựa hồ chuẩn bị chắp tay trước hết để cho. Dầm dầm dầm, ải nhân tộc đem băng thú vương vây lại bắt đầu huyết chiến, từng đạo tuyết long gào thét mà đi đánh chúng vào băng thú vương, để nó hành động trở nên chậm chạp. Rất nhiều đạo văn công kích cũng chút xuống mà đến, tuyết long công kích có thể làm cho băng thú vương hành động chậm chạp, đạo văn công kích không ngừng để băng thú vương bị thương, nếu như tiếp tục nữa, cái này băng thú vương sẽ bị ải nhân tộc đánh giết. Đoạn thiên thiếu tộc trưởng, Chẳng lẽ các người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem băng thú vương bị ải nhân tộc đoạt có một cái tiểu tộc trưởng nhìn thấy Tào Đoạn Thiên dẫn người lui ở một bên, rất là không hiểu truyền âm nói. Tào Đoạn Thiên cười khổ một tiếng nói, nhà ta lão tổ tông đã bế quan, ải nhân tộc tộc trưởng khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta đi tranh đoạt, chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ a. À. Rất nhiều người nghe được câu này lập tức bình thường trở lại, khó trách Tào Bồi Văn một mực không có lộ diện, khó trách Phục Hổ tông cam lòng bỏ qua như thế một khối to thịt mỡ. Ha ha. Tào đoạn thiên trên mặt đều là đắng chát, tào bồi văn tự nhiên không phải bế quan, đây là băng thú vương vẫn là tào bồi văn tự mình cho tới băng hải bên trong tới. Cái này băng thú vương vốn thuộc về hắn, liền chờ hắn đạt tới thiên quân đỉnh phong, để hắn đột phá bán thần, lại chỉ có thể chắp tay trước hết để cho. Vù vù, đúng lúc này, Tây Bắc truyền đến từng đợt tiếng xé gió, một đầu bạch tuyến tại phía đông trên đường chân trời xuất hiện, bạch tuyến rất nhanh biến thành mây trắng, hơn một vạn người mặc màu trắng chiến giáp đại quân băng băng mà tới những người này bề ngoài rất là kỳ dị, bởi vì bọn hắn trên đầu đều có độc giác, cái này thoạt nhìn như là từng thanh từng thanh chiến đao, tuyết trắng lóe sáng, phía trên hiện ra hàn quang, ánh mắt của bọn hắn cũng là hình tam giác, dị thường hung ác. Đường đao tộc tới, có trò hay để nhìn, hắc hắc, đường đao tộc tại tuyết vực người trong tông xếp hạng thứ ba, chiến lực biêu hán, lần này xem đám này người lùn làm sao phách lối. Đường đao tộc vẫn rất ít xuất động, lần này vì băng thú vương thế mà xuất động nhiều cường giả như vậy, Phục Hổ Tông không có xuất động đại quân, xem ra cái này băng thú vương về đường đao tộc. Bốn phía trong nháy mắt vỡ tổ, rất nhiều tiểu tộc tộc nhân đều hưng phấn lên, ải nhân tộc vừa rồi như thế bá đạo, bọn hắn ước gì đường đao tộc đem ải nhân tộc toàn bộ xử lý. Chương 1019, mượn đao giết người. Cái này băng thú vương về chúng ta đường đao tộc, toàn bộ lăn đi, nếu không giết chết bất luận tội. Đường đao tộc bề ngoài hung tàn, tác phong làm việc càng thêm hung tàn. Bọn hắn gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đường hướng băng thú vương chạy như điên, phía trước nhất một tên trưởng lão bạo hống, trên đầu tựa như chiến đao độc giác phát sáng lên, một cỗ lạnh thấu xương khí tức hướng phía trước im ắng tràn ngập mà đi, như một cái sắc bén bảo đao xuất khiếu, muốn xé rách hết thảy. Đường đao tộc, ải nhân tộc rất nhiều mặt người sắc biến đổi, đường đao tộc địa chỗ tuyết vực hướng Tây Bắc, Tây Bắc bên kia đều là thế lực của bọn hắn phạm vi, bọn hắn rất ít rời đi Tây Bắc, ngoài tộc cũng không dám đi Tây Bắc. Bọn hắn nhất tộc rất cao ngạo, gần như bất hòa ngoại tộc liên hệ, ngoại tộc càng không thích cùng bọn hắn liên hệ. Đường đao tộc tại Tuyết vực có tên điên danh xưng, ải nhân tộc hung tàn, bạo ngược, thị sát, đường đao tộc lại là 10 phần tên điên. Chọc bọn hắn tự cùng người không chết không ngớt, đã từng có một chủng tộc vẫn là Tuyết vực đại tộc, bị đường đao tộc mạnh mẽ diệt tộc, không còn một mống. Sở dĩ Tuyết vực chủng tộc gần như không dám trêu chọc đường đao tộc, coi như Phục Hổ tông cũng không muốn đi trêu chọc. Ải nhân tộc cũng không muốn chiêu chọc Đường Đao tộc, nhưng bọn hắn thiếu tộc trưởng chiến tử, giờ phút này chính toàn bộ kìm nén hỏa đâu, Băng thú vương bị bọn hắn mấy vòng điên cuồng công kích đã đả thương nặng, mắt thấy là phải bị đánh giết, đến miệng thịt mỡ bọn hắn làm sao cam lòng từ bỏ. Sở dĩ một tên ải nhân tộc trưởng lão quát khẽ, Đường Đao tộc, chúng ta thiếu tộc trưởng bị cái này băng thú giết, trong tộc 30 tên trưởng lão, 20 tên đại thống lĩnh còn có mấy ngàn tộc nhân toàn bộ bị băng thú vương đánh giết. Cái này băng thú vương cùng chúng ta ải nhân tộc có thù không đội trời chung, chúng ta nhất định phải đánh giết nó cho thiếu tộc trưởng báo thù, các người nhanh chóng thối lui, chúng ta ải nhân tộc quay đầu tất có hậu báo. Hừ, đường đao tộc người trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, hai lựa chọn, hoặc là lặn đi, hoặc là chết. Đao trận chuẩn bị, ông, trưởng lão này ra lệnh một tiếng, toàn bộ đường đao tộc trên đầu chiến đao độc giác đều phát sáng lên, một mảnh rét lạnh khí tức bao phủ phía trước sở hữu ải nhân tộc, để bọn hắn cảm giác áo không mảnh vải bị nước đá rội xuống, sở hữu ải nhân tộc sắc mặt đều đại biến. Đao trận, đây là đường đao tộc đặc biệt thần thông, bọn hắn trên đầu chiến đao độc giác đều có thể bắn ra, cái này chiến đao độc giác dị thường kinh khủng, phòng ngự không mạnh võ giả bị chiến đao độc giác đánh trúng, không chết cũng bị thương. Hơn một vạn đường đao tộc, nếu là một vòng tề công, ải nhân tộc 7, 8 ngàn người đoán chừng ít nhất phải chết đi một nửa, đường đao tộc tới nhiều như vậy cường giả, tộc trưởng của bọn họ khẳng định cũng tại phụ cận, bọn hắn tộc trưởng thế nhưng là gần với tảo bồi văn phía dưới, chiến lực hung tàn đến cực điểm. 5 ngàn trượng, 3 ngàn trượng, 1 ngàn trượng, đường đao tộc như một cỗ vô địch chiến xa không ngừng tới gần, như thế khoảng cách đã là bọn hắn phóng thích đao trận tốt nhất khoảng cách, ải nhân tộc mấy tên tối cường trưởng lão lướt nhau, đang chuẩn bị hạ lệnh rút lui. a a a đột nhiên, một tên người lùn kêu to hai tiếng. Trong tay hai cái thiết trụy đột nhiên hướng đường đao tộc ném mạnh mà đi, hắn đồng thời bạo hống, thiếu tộc trưởng chết rồi, như vậy nhiều trưởng lão chết rồi, đám người này không nhân quỷ không quỷ bỏ ngựa người còn muốn cướp đoạt chúng ta băng thú vương các huynh đệ cùng bọn hắn liều chết. Rất nhiều ải nhân tộc trong khoảng thời gian này đáy lòng bản đều là lệ khí, kim nén hỏa, lần trước bị thiên ma tộc giết không minh, lần này khâu bạch lại chết, ải nhân tộc trở thành tuyết vực chê cười. Giờ phút này đường đao tộc lại như thế bá đạo, bọn hắn tính cách vốn là bạo ngược, thoáng cái tựa như bị nhen lửa thùng thuốc nổ bạo phát, gần trăm tên ải nhân tộc không có chút gì do dự thân thể xoay tròn, Thả ra mười mấy đầu tuyết long hướng đường đao tộc công kích mà đi. Không thể, toàn bộ dừng tay, ải nhân tộc một tên trưởng lão bạo hống, nhưng hắn tiếng giống đã muộn, xa xa đường đao tộc trưởng lão đầu bên trên chiến đao độc giác sáng lên một đạo chướng mắt quang mang, chiến đao ly thể mà ra, hóa thành một đạo bạch quang gào thét mà tới. suy suy, mang đội trưởng lão đều công kích, sở hữu đường đao tộc không có chút gì do dự, trên đầu chiến đao độc giác một mảnh lóe sáng, toàn bộ bắn ra, hướng phía trước gào thét mà tới một sát na kia ở giữa bầu trời đều phát sáng lên không gian cũng bị xé rách ra từng đầu khe hở tựa như một khối vải trắng bị hơn một vạn đem sắc bén chiến đao lướt qua a à, xa xa tàu đoạn thiên bọn người toàn bộ giật mình rất nhiều người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ải nhân tộc làm sao như vậy có loại lại dám cùng đường đao tộc khai chiến cái thứ nhất công kích ải nhân tộc vì sao muốn đem thiết trụy ném mạnh mà đi tàu đoạn thiên trong đầu lại hiện lên một tia nghi hoặc thiết trụy kia là ải nhân tộc mệnh bọn hắn đã mất đi thiết trùy sức chiến đấu hội giảm bớt đi nhiều, lại nói hắn ném mạnh hai thanh thiết trùy có thể có cái gì lực công kích có thể thẻ chỗ người chết. Tào đoạn thiên thần thức bản năng hướng cái thứ nhất công kích ải nhân tộc quét tới, để hắn càng thêm nghi ngờ là, cái kia ải nhân tộc thế mà biến mất, biến mất vô tung vô ảnh, hắn thần thức tại phụ cận quét qua, lại tìm được một cái địa động. Không đúng, cái này không phải ải nhân tộc, ải nhân tộc sẽ không đào đất động. Tào đoạn thiên nhãn mắt co rụt lại, ải nhân tộc tính cách bạo ngược, biêu hãn, Người lùn này đã dám hướng đường đao tộc công kích, vậy tuyệt đối không có chạy trốn, cái kia địa động rất rõ ràng là mới đào, người lùn này ngay từ đầu tự quyết định muốn chạy trốn. Chỉ là, hắn thân thể như vậy thấp bé, cùng ải nhân tộc giống nhau như đúc, còn tại ải nhân tộc trong đại quân, không phải người lùn là cái gì có cái nào chủng tộc hiểu được biến ảo ngoại hình. Tào đoạn thiên không nghĩ ra, hắn cũng rất nhanh bị vô số tiếng kêu thảm thiết lôi trở lại suy nghĩ, hơn một vạn chiến đao độc giác gào thét mà đi chỉ là một vòng công kích hơn 2.000 người lùn tự bị đánh thành hai bên, chết oan chết uổng. Còn có rất nhiều người lùn né tránh trí mạng yếu hại, nhưng tay chân đều bị sống sờ sờ chém đứt, trên mặt đất lăn lộn kêu thảm không ngớt. TT, rất nhiều người xem thuyết vực tộc nhân nhau nhau hít một hơi lãnh khí, ải nhân tộc quá thảm rồi, ít nhất bị đánh chết hơn 2.000 người, còn có hơn 2.000 người bị đánh gãy tay chân, chỉ còn lại hơn 3.000 cường giả tránh thoát đao trận. Vù vù, chiến đao độc giác đánh xuống về sau, tự động hướng đường lang tộc bay trở về, những cái kia không có bị đánh chết người lùn toàn bộ điên rồi, phát cuồng hướng đường đao tộc phóng đi. Vô số tuyết long cùng đạo văn công kích gào thét mà đi, liền băng thú vương đô không giết, nhiều như vậy tộc nhân chết ở trước mắt, để bọn hắn đều bảo tẩu. Giết, đường đao tộc trưởng lão lãnh mạc vung tay lên, ngạo nghễ không sợ hướng phía trước phóng đi, thảm liệt chém giết bắt đầu. Rất tốt, phía trên chiến đấu say xưa, băng tuyết phía dưới hơn một ngàn trượng trong địa động, một cái người lùn lại nhếch miệng cười hắn thần thức một mực khóa chặt phía trên tình hình chiến đấu do xét đến hai bên bắt đầu chém giết ải nhân tộc một mảnh đảo về sau hai tay của hắn đánh ra mấy trường phía trước bùn thạch hóa làm bột mịn hắn thân thể hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy có thể vô thanh vô tức xoắn nát cứng rắn như thế đất đá tự nhiên chỉ có cương phong chi nhận ải nhân này cũng là giang giật dùng nguyễn ảnh thần thông biến thành hắn tại băng hải bên trong tựu xâm nhập vào người lùn trong đại quân chờ đến liền là vừa rồi một khắc này bốc lên người lùn cùng ngoại tộc chiến tranh không ngừng để ải nhân tộc tiêu vẫn chiến lực, cuối cùng để ải nhân tộc hủy diệt. Hắn dưới đất dạo qua một vòng, thân thể chậm rãi biến ảo, cuối cùng biến thành một cái nam tử, đổi lại một bộ bạch bào, nghi tâm còn ra phát hiện ra một điểm chu sa nốt ruồi. Hắn biến thành phục hồ tông tộc nhân, xông lên mặt đất, lại hướng trung tâm chiến trường phóng đi. Hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, dẫn phát đường đao tộc cùng phục hồ tông chiến đấu, tốt nhất đem tào đoạn thiên cho bổ, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ cắt cắt chương 1020, thật là mạnh sĩ giả. Giang giật lần này không có đạt được, hắn còn không có tới gần trung tâm chiến trường liền phát hiện phía nam một đạo kinh khủng dị thường khí tức truyền đến. Loại này tựa như núi cao khí tức hắn cảm thụ qua rất nhiều lần, tại loại khí tức này phía dưới hắn hội cảm giác rất một ngạt, hành động tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu không phải hắn tâm tính cường đại, đoán chừng giờ phút này cước đều đang phát run. Bán thần cường giả, có bực này cường giả xuất hiện, giang giật cũng không dám tới gần quá, bực này cường giả quá mức hung tàn, từng cái đều sẽ có thủ đoạn nghịch thiên, một cái không tốt hắn trốn cũng không thoát. Ải nhân tộc bán thần tới, giang giật âm thầm trầm ngâm, sau một khắc bên kia tựu vang lên một tiếng bạo tiếng giống, đường đao tộc, lập tức dừng tay, nếu không đừng trách bản tỏa không khách khí. Tộc trưởng, tộc trưởng, đường đao tộc giết chúng ta không ít người, người cần phải cho bọn hắn báo thù A. Tộc trưởng, đường đao tộc quá bá đạo, cướp chúng ta băng thú vương không sao, còn giết chúng ta mấy ngàn người vô số bi phấn bạo tiếng giống vang lên giang giật lập tức minh bạch đây là ải nhân tộc tộc trưởng không sai hắn lặng yên hướng phương bắc kín đáo đi tới bên kia có rất nhiều phục hổ tông người còn có rất nhiều người xem chủng tộc tại kia ẩn núp không dễ dàng bại lộ cùng bị liên lụy đường đao tộc các ngươi tốt lớn mật dám giết tộc ta người hôm nay không cho cái thuyết pháp các ngươi tự toàn bộ lưu lại đi ải nhân tộc tộc trưởng bạo tiếng giống vang lên lần nữa trên người hắn khí thức cũng càng thêm cường đại mấy phần áp giang giật tốc độ lần nữa giảm bớt mấy phần Giang giật cũng có thể nhìn thấy phía trước có rất nhiều người xem tuyết vực tộc nhân nhao nhao đang lùi lại, đầy mắt hoảng sợ. Cái này náo nhiệt là đẹp mắt, nhưng nếu ải nhân tộc tộc trưởng nổi điên, đem toàn trường người đều giết, bọn hắn tự chết được oan uổng. Tào đoạn thiên bọn người ngược lại là không có lui, ải nhân tộc tộc trưởng cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám động phục hổ tông người. Hừ, vào thời khắc này, Tây Bắc Biên truyền đến một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh, thanh âm kia tựa như từng thanh từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên vào tất cả mọi người ngực, giang giật cảm giác linh hồn tê dần, thân thể đột nhiên té lăn trên đất, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Bịch, phía trước những cái kia rút lui tuyết vực tộc nhân, cũng có hơn phân nửa người ngã xuống đất, còn có người thống khổ đến trên mặt đất lăn lộn, những cái kia thực lực cường đại võ giả thì hoảng sợ về phía tây phía bắc nhìn lại, một người kinh hô lên, đường đao đến rồi. Đường đao cũng không phải là tên của một người, mà là đường đao tộc tộc trưởng tôn sưng. Tuyết vực người thứ ba hiện thân, vừa xuất hiện một đạo tiếng hừ lạnh liền để toàn trường một nửa người ngã xuống đất, uy thế cỡ này cùng thủ đoạn, để Giang giật bội phục vạn phần, hắn không dám hướng phía trước đi, trốn ở một cái núi nhỏ dưới chân, về phía tây phía bắc nhìn lại. Hưu, một đạo thân ảnh màu trắng phá không mà đến, tốc độ nhanh đến Giang giật căn bản thấy không rõ, tựa như bạch quang vạch phá bầu trời, một cái chớp mắt thân ảnh kia tự biến mất tại phía trước, Giang giật chỉ có thể nhìn thấy một cái vĩ ngạn bóng lưng. Khâu Sơn, người muốn đem ta người toàn bộ lưu lại nếu không đem ta cũng lưu lại đi. Như như lôi đình thanh âm lóe sáng, giang giật cảm giác lỗ tai một trận oanh minh, hắn thần thức hướng phía trước quét tới, rất nhanh khóa chặt phía trước bảy tám dặm bên ngoài, hai đạo sừng sững giữa không trung thân ảnh. Ải nhân tộc tộc trưởng mặc dù là bán thần, nhưng thân thể đồng dạng không đến cao ba thước, người mặc màu hoàng kim chiến giáp, đôi mắt rất lớn, lông mày rất đậm, bộ dáng nhìn rất bá khí, đáng tiếc thân thể là tại quá thấp, hơi có vẻ buồn cười rời đi hắn ngàn trượng giữa không trung đứng đấy một cái vĩ ngạn nam tử cái này nam tử trên đầu đồng dạng có một cái như chiến đao ngân sắc độc giác ánh mắt hắn cũng là hình tam giác trong đôi mắt lóng lánh ngân quang cùng chiến đao độc giác bên trên hàn quang tương ánh thành huy nhìn một chút đều làm lòng người sợ ải nhân tộc tộc trưởng khâu sơn một đôi nâng lên trong con người đều là nổi giận khâu bạch chiến tử 30 tên trưởng lão 20 tên đại thống lĩnh hơn 2.000 tộc nhân tại băng đảo chết đi, lại chết 4 năm .000, 000 người, cường giả cũng đã chết rất nhiều, phải nhân tộc mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả không nhiều, chết như vậy xuống dưới hắn đều muốn biến thành quang can tư lệnh. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng nhát gan, sở dĩ hung hăng mở miệng nói. Đường đao, ngươi thật sự cho rằng bản tỏa sợ ngươi ngươi người loạn giết ta tộc nhân, không cho cái thuyết pháp, bản tỏa hôm nay tự lưu lại ngươi. Đường đao hai tay sau phụ, ngạo nghễ nói ra chỉ bằng ngươi chưa đủ. Ha ha ha, tăng thêm chúng ta đây. Phía nam một đạo tiếng cười to truyền đến ngay sau đó hai thân ảnh phá không mà đến, một người là người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp lão giả, tóc dài đầy đầu cũng là hỏa hồng sắc, dâu đồng dạng như hỏa thiêu. Một cái khác thì là cự nhân, so phổ thông mãnh tượng tộc còn cao lớn hơn một chút, thoạt nhìn như là một ngọn núi lớn, mở miệng chính là tóc hồng lão giả, hắn cấp tốc bay tới đứng tại khâu sơn bên người, trong mắt đều là ý cười, chắp tay nói, đường đao, thực lực ngươi là rất mạnh, bất quá ngươi có thể lấy một địch ba. Hỏa cách tộc mãnh tượng tộc tộc trưởng đều tới. Giang giật âm thầm nhất cả trứng, cái này tam tộc tại tuyết vực 10 tông xếp hạng đều tương đối ở phía sau, sở dĩ một mực hình thành liên minh, cộng đồng tiến thối. Lần trước cùng thiên ma tộc khai chiến, mãnh thượng tộc tổ triệu tập mấy chục vạn đại quân uy hiếp thiên ma sơn. Tại băng đảo vòng trong giết hắn lúc, tam tộc thiếu tộc trưởng cũng đều đồng thời xuất hiện, giang giật muốn đối phó ải nhân tộc, kỳ thật cũng chính là đối phó tam tộc, thiên ẩn tông có thể cũng là có cái này cố kỵ, mới không dám loạn hạ sát thủ, đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Ha ha ha, để Giang giật cùng Tào Đoạn Thiên bọn người chấn kinh vạn phần là đường đao cười ha hả, ánh mắt u u tại Khâu Sơn ba người trên mặt đảo qua, lạnh nhạt nói, phế vật liền là phế vật, ba cái cộng lại cũng là phế vật. Đã các ngươi muốn chơi đùa, bản tôn liền bồi các ngươi chơi đùa. Đường đao tộc nhân nghe lệnh, băng thú vương tất chỉ cần đến, ai dám cướp đoạt giết chết bất luận tội, Khâu Sơn ba người các ngươi phế vật cùng bản tôn tới. Hưu, nói xong đường đao trực tiếp về phía tây phía nam bay đi, Khâu Sơn ba người liếc nhau trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hôm nay cục diện như vậy, ba người nếu là dám e sợ chiến về sau cũng không cần tại tuyết vực lăn lộn, tam tộc cũng triệt để hội không ngẩng đầu được lên. Vù vù, khâu sơn ba người hóa thành hồng quang hướng đường đao đuổi theo, kề bên này có ải nhân tộc cũng có đường đao tộc, hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc đại quân cũng sắp đến, bốn tên bán thần tại phụ cận khai chiến, công kích dư ba là có thể đem tất cả mọi người xoắn thành bột mịn. Cái này đường đao thật là mạnh sĩ giã. Giang giật cùng tàu đoạn thiên bọn người trong lòng lấy làm kinh ngạc, lấy một địch ba, cái này đường đao trận chiến này bất luận thắng thua sinh tử, uy danh của hắn tuyệt đối sẽ truyền khắp việt vực, nếu là có thể thắng uy vọng của hắn tuyệt đối không kém gì phục hổ sơn tàu lão quái. Giết, bốn người vừa mới rời đi, đường đao tộc lập tức khai chiến, tộc trưởng hạ lệnh, băng thú vương bọn hắn nhất định phải được, đám này người lùn tự nhiên muốn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đường đao tộc khẽ động, còn lại ải nhân tộc khổ không thể tả, bọn hắn bảy, 8.000 người giờ phút này còn lại không đến 2.000 người, trái lại đường đao tộc bên kia lại chỉ là tổn thất vài trăm người. Khâu bên kia núi chiến đấu trong thời gian ngắn khẳng định không có kết quả, mà bọn hắn nhiều nhất chỉ cần một nén hương thời gian, đoán chừng liền muốn toàn quân bị diệt. Giết, không có qua quá lâu, vùng Đông Nam cùng Đông Bắc bên cạnh truyền đến từng đợt bạo tiếng giống, hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc cường giả rốt cuộc chạy tới, ải nhân tộc phát hiện hai tộc cộng lại có hơn một vạn người, lập tức sĩ khí đại chấn, cùng đường đao tộc biên cuồng chém giết a à, giang giật cùng Tào đoạn thiên dò xét đến hỏa cách tộc mãnh tượng tộc đại quân gia nhập hỗn chiến đồng thời cảm khái không thôi hôm nay đại hỗn chiến duyên tại giang giật tại băng đảo đồ sát tàu đoạn thiên cũng không thể bỏ qua công lao hai người vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại hội diễn hóa thành dạng này tàu đoạn thiên người bên cạnh không nhiều muốn hay không bắt hắn cho xử lý để phục hồi tộc cũng gia nhập trận này đại hỗn chiến ma thần không biết có hay không mang cường giả đến giống như tới kia liền càng náo nhiệt Giang giật thần thức tại vài dặm bên ngoài tàu đoạn thiên thần thức đảo qua, âm thầm rơi vào trầm tư, nước như là đã hồ đồ, không nếu như để cho nó cảm hồ đồ một chút. Trường 1021, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc hơn một vạn người gia nhập, để chiến cuộc thoáng cái nghịch chuyển, nguyên bản đường đao tộc là đẻ ép ải nhân tộc đánh, gần như ngang hàng. Mãnh tượng tộc nhanh chân vào tới, trực tiếp ngăn tại ải nhân tộc phía trước, phòng ngự của bọn nó quá cường đại, bình thường đường đao tộc căn bản đánh giết không được bọn hắn hỏa cách tộc lại là tuyết vực ngoạn hỏa đệ nhất tộc bọn hắn hỏa diễm rất khủng bố mà lại hỏa diễm đều có thể hóa thành hỏa xà bay đầy trời một khi bị hỏa xà quấn quanh nhẹ thì thụ thương nặng thì bị đốt thành cho bụi đường đao tộc toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ bọn hắn cũng chỉ có tụ tập cùng một chỗ liên nguyên không dứt phóng thích đao trận lực sát thương mới lớn sở dĩ hỏa cách tộc hỏa xà quá tốt công kích tùy ý hướng đường đao tộc trong đại quân ném một cái thường thường một đầu hỏa xà có thể thiêu chết một hai người. Ải nhân tộc nhanh chóng lui lại, núp ở mãnh tượng tộc về sau, phóng thích tuyết long cùng chỗ nện gõ, bọn hắn công kích có thể ảnh hưởng tốc độ của địch nhân cùng phòng ngự phản ứng sức phán đoán loại hình. Trên thực tế, tam tộc có thể liên minh cùng tam tộc thần thông có rất lớn quan hệ, tam tộc phối hợp lại lực sát thương phi thường lớn. Mãnh tượng tộc tại phía trước đứng vững, như chiến xa hướng phía trước thúc đẩy, ải nhân tộc phụ trợ công kích, lợi dụng tuyết long ảnh hưởng tốc độ của địch nhân cùng phòng ngự, chỗ nện gõ không chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ, còn có thể để cho địch nhân đứng không vững, lực phản ứng hạ xuống. Hỏa cách tộc là chủ công, bọn hắn hỏa diễm có được cực kỳ khủng bố đốt bị thương lực, coi như ngũ tinh cường giả trường kỳ bị hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Đường đao tộc lực công kích rất hung tàn nhưng phòng ngự, sở dĩ tại tam tộc tổ hợp thành chiến trận về sau, đường đao tộc bỗng chốc bị áp chế. Song phương cũng bắt đầu bỏ đi hao tổn chiến, đường đao tộc đao trận vòng qua trước mặt mãnh tượng tộc, công kích phía sau ải nhân tộc cùng hỏa cách tộc, bọn hắn không ngừng đang lùi lại, tránh cho cùng mãnh tượng tộc vật lộn. Mặc dù như thế, đường đao tộc tử thương cũng rất lớn, song phương tựa như hai tòa bắn pháo tại đối oanh, lẫn nhau tiêu hao, tự xem ai đỉnh trước không ở, ai chết trước tuyệt. Ngao ngao, bên kia hỏa cách tộc lưu lại hơn một ngàn người vây giết băng thú vương, cái này băng thú vương nguyên lai tự bị trọng thương, tại một đám hỏa cách tộc cường giả hung tàn hỏa diễm công kích phía dưới, càng là tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi đều là thương tích lúc nào cũng có thể chết đi. Ngao ngao, có lẽ biết mình sẽ chết đi, băng thú vương không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, thanh âm kia chấn thiên động địa, đều là thống khổ cùng nổi giận, chấn động đến xa xa giang giật bọn người màng nhĩ phát đau nhức. Băng thú vương xem ra phải chết ga, giang giật thần thức quét bên kia quét tới, nhìn thấy băng thú vương toàn thân đều trở nên cháy đen, trên thân không có một khối thịt ngon, chóp đuôi bên trên càng là chỉ còn lại một đoạn đen nhánh xương cốt. Hắn thần thức lại tại tào đoạn thiên thần thức đảo qua, cuối cùng từ bỏ đánh lén diệt sát ý nghĩ của hắn. Tào đoạn thiên bên người còn có ba, bốn trăm người, những người này đều hội công kích linh hồn, hắn hồn kiếm cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Trọng yếu nhất chính là, tào bồi văn cái kia lão quỷ rất có thể liền tại phụ cận, đây chính là tuyết vực người thứ hai, bị hắn để mắt tới, tại tuyết vực cũng không cần lăn lộn. Có người đến, phía trước có một tiểu đội tiểu tộc võ giả hướng bên này rút lui, giang giật thần thức quét qua, phát hiện cũng không có cường giả cũng không muốn tránh đi, thân thể chui vào trong tuyết đem chính mình chôn sống đi vào hắn giờ phút này ngụy trang là phục hồ tộc nhân coi như cái này đoàn người thần thức dò xét đến hắn cũng không dám động thủ ai cái này băng thú vương xem ra phải rơi vào hỏa cách tộc trong tay nương chúng ta công kích lâu như vậy chết nhiều huynh đệ như vậy lại vô cớ làm lợi bọn hắn đúng đấy trời đánh hỏa cách tộc ải nhân tộc hy vọng bọn họ đều bị đường đao tộc diệt tộc băng thú vương trong nội đan băng nguyên chi lực nhưng so sánh trăm vạn con băng thú a Cô cớ làm lợi những cháu trai này, thống lĩnh. Nếu không chúng ta vụng trộm đi đem nội đan đoạt A phía dưới có thiên ma tộc đào địa động A. Đầu óc người nước vào hỏa cách tộc hỏa xà đem băng thú vương đô bao phủ, ai dám tới gần lập tức sẽ bị đốt thành cặn bã, người muốn tìm cái chết chi bằng đi thử xem. Kia đội quân sĩ hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, cũng có một hai đạo thần thức từ trên người hắn đảo qua, bất quá đều không dám trêu chọc, vội vàng hướng nơi xa chạy như điên, giang giật chờ bọn hắn sau khi rời đi, thân thể đột nhiên theo trong tuyết sông ra trong mắt đều là nóng rực băng nguyên chi lực thứ này hắn nghe nói qua hắn đã từng hỏi ma yêu nhi đối cái này băng nguyên chi lực có một ít hiểu rõ bất quá thiên ma tộc sở hữu băng thú thi thể đều là nộp lên cho ma thần cung cấp hắn tu luyện đại trưởng lão trong khoảng thời gian này cũng không có tư cách điều động chớ nói chi là bọn hắn sở dĩ hắn trước kia không có để ý đem cái này băng thú vương nội đan đoạt giang giật trong đầu hiển hiện một cái rất lớn mật suy nghĩ cái này băng nguyên chi lực nghe nói cùng loại tinh thần chi lực, diệu dụng vô tận, không nói trước đối tu luyện cùng thân thể có chỗ tốt gì, giống như băng nguyên chi lực cũng có thể thôi động luyện thần lô, hắn liền có thể mượn luyện thần lô diệt sát bán thần cường giả. Chỉ là, đường đao cùng khâu sơn bọn người liền tại phụ cận khai chiến, đường đao vừa rồi nói rõ đối băng thú vương nhất định phải được, giống như hắn đến cướp đoạt nội đan, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, rất có thể sẽ bị bốn người liên thủ truy sát, mà lại ai biết phụ cận còn có hay không bán thần ẩn núp. Ngao ngao, băng thú vương tiếng kêu càng ngày càng yếu, rất rõ ràng đã đến sắp chết biên giới, giang giật đôi mắt lấp lóe vài vòng, cuối cùng cắn giang ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét. Rất nhanh hắn đem phương viên 500 dặm dò xét một lần, xác định ngoại trừ 200 dặm bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám đường đao bốn cái bán thần bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bán thần, hắn đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành ma tinh bộ dáng. Vù vù, hắn đánh ra cương phong, thân thể chui vào lòng đất ngàn trượt, một đường hướng băng thú vương sở ở địa vực phóng đi, hắn quyết định xuất thủ cướp đoạt băng thú vương nội đan. Hắn chịu đủ loại này dày vò thời gian, hắn một ngày đều không muốn đợi thêm, hắn muốn hủy diệt ải nhân sơn, đi trước mỗi ngày ẩn tông tông chủ, để nàng đem tô như tuyết ký ức giải phong. Ải nhân tộc quá cường đại, bằng vào thiên ma tộc muốn hủy diệt bọn hắn thật quá khó khăn, bọn hắn cùng mãnh tượng tộc hỏa cách tộc liên minh, coi như nâng thiên ma tộc chi lực đều hủy diệt không được cầu người không bằng cầu mình, đem cái này băng thú vương nội đan đoạt, luyện hóa bên trong băng nguyên chi lực, giống như có thể thôi động luyện thần lô, phóng thích tịch diệt chi hỏa, thiêu chết khâu sơn vậy quá đơn giản. Không đúng, bôn tẩu một đoạn lộ trình, giang giật hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn biến thành thiên ma tộc dáng vẻ, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị người dò xét đến, hỏa cách tộc ải nhân tộc tuyệt đối nổi trận lôi đình, đến lúc đó tam tộc đoán chừng hội huyết tẩy thiên ma tộc. Hắc hắc, hắn thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành phục hổ tông tộc nhân dáng vẻ, mi tâm một điểm hoa mai nốt ruồi dị thường rõ ràng, liền xem như bất luận kẻ nào thần thức đảo qua cũng sẽ kết luận là phục hổ tộc, bởi vì cái này hoa mai nốt ruồi thế nhưng là phục hổ tộc đặc hữu ký hiệu. Hắn hành tẩu như gió, rất nhanh đã tới băng thú vương sở ở dưới mặt đất, mặc dù khoảng cách ngàn trượng xa, mặt đất chấn động kịch liệt vẫn có thể phúc tán xuống tới, băng thú vương rên rỉ giang giật cũng có thể nghe được rõ ràng. Không sai biệt lắm, giang giật thần thức quét qua, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lên trên mặt phóng đi. Băng thú vương cơ bản đã không động được, chỉ có một cái đuôi sắt còn tại nổi giận loạn quét, hắn toàn thân cháy đen, khói đen bốc lên, kinh khủng hỏa diễm đem hắn thân thể rất nhiều nơi đều nướng chín, giờ phút này còn có thể sống được cũng là nó sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Có lẽ là băng thú vương còn không có triệt để chết đi, có lẽ là hỏa khách tộc coi là cái này băng thú vương đã là vật trong bàn tay, bọn hắn cũng không có mạo muội xông lại, vẫn như cũ xa xa công kích, phóng thích hỏa diếm cùng đạo văn công kích. Dầm dầm dầm, hỏa cách tộc hơn một ngàn người, lần nữa đối băng thú vương một trận điên cuồng công kích, để băng thú vương thân thể triệt để biến thành một đống thịt nướng. Băng thú vương cái đuôi cũng rốt cục đình chỉ lay động, miệng rộng cùng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khí thức từ từ biến mất, băng thú vương rốt cục chết rồi. Lão cổ, các người theo ta đi đào nội đan, một tên trưởng lão thân con hướng phía trước phóng đi, nhưng hắn bên người một tên trưởng lão lại nghiêm nghị bảo hống, không tốt, có người đoạt thức ăn trước miệng cọp, có người đoạt băng thú vương nội đan. Bá bá bá, hỏa cách tộc rất nhiều cường giả thần thức đảo qua đi, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn đều dò xét đến dưới đất có người nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem băng thú vương bụng dưới phá vỡ, giờ phút này chính hướng băng thú vương nội đan phóng đi. Trường 1022, nội đan tới tay. Phá vỡ băng thú vương bụng dưới đối với giang giật tới nói thật đúng là không tính là gì việc khó, Năm đó đỉnh cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ 10 chuôi cương phong chi nhận một vòng công kích đều có thể phá vỡ, chớ nói chi là một cái sắp chết băng thú vương. Băng thú vương thân thể bên ngoài giờ phút này còn có hỏa diễm quấn quanh, nhưng đối với Giang giật tới nói, hoàn toàn có thể coi thường, hỏa linh châu là nhất cường đại tích hỏa bảo vật, luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong nham tương đều đốt không chết hắn, chớ nói chi là cái này cấp bậc hỏa diễm. Hắn xông vào băng thú vương trong bụng về sau, nhắm mắt lại hướng phía trước phóng đi, thần thức khóa chặt trái tim phụ cận một viên tiên đào lớn viên thịt, hắn có thể tin tưởng cảm ứng được kia viên thịt có được một cỗ tinh khiết mà năng lượng cường đại, đây chính là băng thú vương nội đan. Ô ô, băng thú vương khí tức giờ phút này chính chậm rãi biến mất, trước khi chết một khắc này, nó cũng phát hiện có người vọt vào trong cơ thể của nó, hướng nó nội đan phóng đi. Nó không cam lòng phát ra một tiếng nghẹn ngào, nhưng giang giật cương phong chi nhận quét ngang mà đi, trực tiếp đưa nó linh hồn xoắn nát. Như thế khẩn yếu quan đầu, Giang giật cũng không dám phất lờ, vạn nhất băng thú vương trong khống chế đan bạo tạc, hắn thân thể khẳng định sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Hưu, tốc độ của hắn rất không tệ, thoáng cái liền đem nội đan chộp vào trong lòng bàn tay, trực tiếp thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hắn thần thức lúc này mới trước tiên hướng ra phía ngoài quét tới. Phản ứng thật nhanh, quét xuống một cái hắn sắc mặt trầm xuống, hỏa cách tộc hơn 20 tên cường giả đã hướng hắn vào tới, khoảng cách không đến một dặm, đầy trời hỏa diễm cũng gào thét mà đến, còn có hai đạo cực kỳ khủng bố đạo văn công kích. Trốn, hắn đôi mắt lạnh lẽo, đánh ra một chút cương phong, hình thành cương phong thần thuẫn, thân thể bắn ngược mà xuống, vọt vào trong thông đạo dưới lòng đất. Kề bên này vừa lúc có rất nhiều thông đạo, đoán chừng là thiên ma tộc trước kia đào, cũng là không cần hắn cố ý đi đào đất nói. Dầm dầm dầm, bởi vì nội đan bị giang giật đào, sở dĩ rất nhiều hỏa cách tộc cường giả công kích cũng không còn điều gì cố kỵ vận dụng tối cường đạo văn, mà giờ khắc này băng thú vương đã triệt để chết rồi, thân thể phòng ngự cũng đã tới thấp nhất, thoáng cái tựu bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đầy trời huyết nhục bắn tung tóe. Càng nhiều đạo văn công kích, hỏa xà công kích gào thét mà đến, băng thú thi thể vị trí khu vực luân phiên kịch liệt bạo tạc, cứng rắn như sắt bùn đất dòng giã bị trà sát ba thước sâu, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, băng thú tản thi tức thì bị nổ nhão nhẹt. Không chết làm sao có thể? Bạo tạc về sau, vô số thần thức trước tiên đảo qua, nhưng cũng không có phát hiện giang giật thi thể, mọi người lần theo phía dưới địa động dò xét mà đi, vừa hay nhìn thấy một đạo hắc ảnh theo địa động hướng phương bắc phóng đi. Phục Hổ tông người, có người dò xét đến giang giật mi tâm hoa mai nốt ruồi, giờ phút này giang giật chính hướng phương bắc phóng đi, mà Tào đoạn thiên bọn người vừa vặn ẩn thân tại phương bắc, rất nhiều cường giả đã sớm dò xét đến, sở dĩ bọn hắn lập tức nhận định phục Hổ tông đệ tử. Phục Hổ tông người khinh người quá đáng, một tên hỏa cách tộc cường giả nổi giận giống to, giống như phục hồ tông quang minh chính đại cướp đoạt, có lẽ bọn hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng bọn hắn tại công kích này nửa ngày, mắt thấy là phải đắc thủ, phục hổ tông phái người trực tiếp hái được quả đào, cái này đổi lại là ai đều nhẫn không dưới khẩu khí này. Lão cổ, làm sao bây giờ? Hỏa cách tộc trưởng lão quát khẽ, những người còn lại nhao nhao nhìn xem một tên trên mặt đều là nếp uốn hỏa cách tộc lão người, lão giả kia ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, vung tay lên nói, xuống dưới 10 người truy sát, những người còn lại theo ta đi tìm tàu đoạn thiên lý luận. Bọn hắn phục hồ tộc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta thiếu tộc trưởng chết tại cái này băng thú vương phía dưới, vừa rồi cũng chết đi hơn 300 người, không có lý do bọn hắn nhặt có sẵn. Tào lão quái đến giờ phút này còn không có hiện thân, hoặc là không tại phục hồ sơn, hoặc là bế quan, nếu không băng thú vương đã sớm đánh chết, sợ hắn cái trứng. Tốt, 10 tên bốn ngũ tinh cường giả hóa thành 10 đạo hồng quang hướng dưới mặt đất đuổi theo, bọn hắn không phải thiên ma tộc, sẽ không đánh địa độc, sở dĩ xuống dưới nhiều người ngược lại chen trúc dù sao tàu đoạn thiên ngay tại phía bắc, vây quanh tàu đoạn thiên, kia phục hổ tộc đệ tử cũng chạy không đến đi đâu. Đi, còn lại hơn một ngàn hỏa cách tộc võ giả, thì mặc kệ xa xa tam tộc cùng đường đao tộc chiến đấu, toàn bộ hướng phương bắc phóng đi, chuẩn bị vây lên tàu đoạn thiên. Tàu đoạn thiên đã tại cái này, vừa rồi đoạt nội đan lại là phục hổ tông đệ tử, tại hỏa cách tộc trưởng lão trong lòng, khẳng định là hắn chỉ điểm bằng không bình thường phục hổ tông đệ tử làm sao dám có như thế gan to. Người đâu, 10 tên hỏa cách tộc cường giả vừa mới lao xuống địa động, lập tức tản ra thần thức, nhưng bọn hắn đem thần thức phát ra đi xa nhất khoảng cách, do xét phụ cận 4 năm đầu địa động, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Bọn hắn chỉ có thể nổi giận hướng phương bắc chạy như điên, nghĩ một đường truy sát, nhìn xem có thể hay không đuổi tới người. Trên thực tế, giờ phút này Tào Đoạn Thiên cũng rất nghi hoặc, hắn thần thức một mực khóa chặt tình huống bên này, dù sao cái này băng thú vương vốn là thuộc về hắn hắn cũng dò xét đến giang giật cướp đoạt nội đan một màn kia, hắn trước tiên hỏi thăm sau lưng trưởng lão, lại phát hiện bọn hắn cũng không có điều động bất luận kẻ nào đến cướp đoạt nội đan. Chẳng lẽ là lão tổ tông phái người, tào đoạn thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn lập tức hưng phấn lên, càng nghĩ càng thấy đến có thể, bình thường phục hổ tông đệ tử không có thu được mệnh lệnh cũng không dám làm loạn. Người kia hắn rất lạ mặt, nhưng mì tâm hoa mai nốt ruồi quá bắt mắt, toàn bộ thiên tinh giới cũng chỉ có bọn hắn phục hổ tộc có dạng này ký hiệu, Sở Dĩ chỉ có một lời giải thích, người kia là Tào Bồi Văn Bí mật thủ hạ. Vẫn là lão tổ tông tốt với ta a." À. Tào Đoạn Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, cái này Băng thú vương nội đan đối với đột phá bán thần có vô cùng mấu chốt tác dụng. Bán thần đột phá nhưng không liên quan là cảm ngộ đạo văn, tu luyện nguyên lực, còn cần ngưng kết thần phách, cái này Băng thú vương nội đan liền là ngưng kết thần phách tốt nhất bảo vật một trong. Tào Đoạn Thiên năm nay không đến 30 tuổi, thực lực lại đạt đến Thiên quân đỉnh phong, Tam tinh đạo văn cũng cảm mộ mấy cái là tuyết vực có khả năng nhất đột phá bán thần thiên tài. Hắn đối với mình cũng có cường đại lòng tin, đời này tuyệt đối có thể bước ra một bước kia. Tốt, thập tứ thúc, người dẫn người đi tiếp ứng tên kia tộc nhân, phải tất yếu đem nội đan hoàn hảo không chút tổn hại mang về phục hồ sơn. Hắn kích động xoa xoa đôi bàn tay quát khẽ, trong lòng hắn cho rằng, tàu bồi văn đã xuất thủ, trong lúc này đan đã là 10 phần chắc chín, hắn cũng lực lượng tăng nhiều. Lần này phục kích sang giật kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng một cái băng thú liền để mấy đại tộc huyết liều tử thương thảm trọng cuối cùng băng thú nội đan còn cầm về vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh vù vù phía nam truyền đến một đạo tiếng xé gió tào đoạn thiên bên người một tên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lên quát lạnh nói thiếu tộc trưởng hỏa cách tộc nhân tới xem ra kẻ đến không thiện a à. cản bọn họ lại kéo dài một ít thời gian đánh chết không thể thừa nhận là chúng ta người cướp hư hỏa cách tộc còn không có sao mà to gan như vậy cùng chúng ta phục hổ tông khai chiến Tào đoạn thiên rất bá khí vung lên, sau lưng mấy trăm người lập tức hướng phía trước dũng mãnh lao tới, thành hình quạt gạt ra, một tên trưởng lão vào tới phía trước nhất, chuẩn bị kéo dài thời gian. Tào đoạn thiên thì núp ở phía sau mặt, căn bản không lộ diện, hắn thật đúng là không tin tưởng hỏa cách tộc có lá gan này động thủ. Hỏa cách tộc hoàn toàn chính xác không có lá gan động thủ, song phương rằng co xuống tới, hai bên hỏa khí đều rất lớn, giọng nói rất sông, tào đoạn thiên nghe một hồi tự không đi chú ý, mà là đem lực chú ý đặt ở lòng đất đoàn nội đan tộc nhân trên thân, không ngừng phái người lần theo địa động đi tìm hiểu tình báo. Đường đao đã thua chạy, đường đao tộc tất cả mọi người nghe, không muốn chết toàn bộ đầu hàng. Đúng lúc này, biên giới Tây Nam truyền đến một tiếng kinh thiên quát lớn, ba đạo nhân ảnh vạch phá bầu trời mà đến, chính là khâu sơn các loại chờ ba tên bán thần. Bên kia tam tộc đại quân cũng toàn bộ hưng phấn kêu to lên, đường đao tộc thì bắt đầu tan tác. Ây, tào đoạn thiên có chút kinh ngạc, Bất quá nghĩ nghĩ lại tại hợp tình lý, ba tên bán thần liên thủ, đường đao lại không có bát tinh đạo văn đại địa chi thuẫn, làm sao có thể bất bại. Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, phía trước lại truyền đến hỏa cách tộc trưởng lão quát lớn âm thanh, toàn bộ người nghe lệnh, động thủ. Đem tàu đoạn thiên cầm xuống, chờ đợi tộc trưởng xử lý. Tam đại bán thần đánh bại đường đao, cho hỏa cách tộc võ giả cường đại lòng tin, bọn hắn xuất thủ. Chương 1023, giang sơn đời nào cũng có người tài. TT, Thiên Ma Sơn đông bộ ngoài vạn dặm không gian đột nhiên bị xé nứt, một đạo bóng người theo khe hở bên trong vọt ra, hắn sau khi ra ngoài trước tiên thần thức bốn phía dò xét, xác định phụ cận không có bất kỳ người nào về sau, cũng không có ở bên ngoài dừng lại, tìm một cái địa động đi dưới mặt đất. Ha ha ha, có thể độn thiên tự nhiên chỉ có giang giật, hắn tiến vào địa đạo sau vẫn chưa yên tâm, thả ra thần niệm bốn phía dò xét một lần, khi hắn chỉ là tại phía đông ngoài trăm dặm phát hiện mấy cái thiên ma tộc bên ngoài, mở to mắt khoái ý cười ha ha. Nhiều như vậy cường đại trùng tộc, chết nhiều người như vậy, cuối cùng băng thú vương nội đan lại bị hắn đoạt, mà lại hắn cuối cùng dò xét đến hỏa cách tộc đi tìm tàu đoạn thiên bọn người phiền toái, này làm sao có thể làm cho hắn không vui. Tam tộc cùng đường đao tộc thù hận là kết, về sau có là tam tộc nhức đầu thời gian, cái này băng thú vương nội đan cũng có khả năng để hắn thôi động luyện thần lô, lần này cũng coi như viên mãn, tiếc núi duy nhất liền là không thể giết chết tàu đoạn thiên. Tàu đoạn thiên phía sau là tàu bồi văn, Giang Giật trừ phi không muốn tại Tuyết Vực lăn lột, nếu không trong thời gian ngắn cũng không dám động hắn. Hừ hừ, chờ ta diệt ải nhân tộc, rời đi Tuyết Vực thời điểm. Tào Đoạn Thiên ngươi đừng cho ta nắm lấy cơ hội, đến lúc đó tất sát ngươi. Giang Giật lạnh giọng nhỉ non nói, hắn chưa từng là một cái quân tử, có cử báo cử có oán báo oán. Lần này kém chút tại băng đảo chết rồi, nếu không phải ngũ trưởng lão, giờ phút này hắn còn bị Tuyết Vực bán thần truy sát đâu? Luyện hóa nội đan, hắn thần thức quét vào trong giới chỉ nhìn xem viên kia tiên đào viên thịt lại có chút hơi khó, hắn căn bản không hiểu làm sao luyện hóa nội đan, giống như lung tung luyện hóa, vạn nhất bị bên trong năng lượng cường đại no bạo đan điền đâu. Về trước thiên ma sơn, hắn rất nhanh có chủ ý, mà yêu nhi bọn người hẳn là hồi trở lại thiên ma sơn đi băng đảo bên trong nguy hiểm như thế, ma phù ma kỵ bọn người đào tẩu sau khẳng định đi cả ngày lẫn đêm chạy về thiên ma sơn, theo tính toán giờ phút này cũng hẳn là trở về. Đi, mà yêu nhi là ma thần nữ nhi, rất nhiều cơ mật đều có hiểu rõ, tại thiên ma sơn nội luyện hóa nội đan cũng an toàn vô cùng, hắn quyết định chủ ý biến thành ma tinh bộ dáng, theo dưới mặt đất bốn phương thông suốt thông đạo hướng thiên ma sơn chạy đi. hao tốn một ngày thời gian, tại vào buổi tối hắn đã tới thiên ma sơn, theo mặt đất sông lên ra, lập tức kinh động đến ở bên ngoài tuần tra quân sĩ. Người nào, một tên đại thống lĩnh khẩn trương quát khẽ, vô số đạo thần thức cũng quét tới, phát hiện là hắn sau kia đại thống lĩnh thân thể run lên, lập tức quát khẽ, mà tinh trưởng lão trở về, nhanh thông báo thần nữ cùng trưởng lão bọn họ. Vù vù, một tên tiểu thống lĩnh hướng thiên ma sơn bay đi, đại thống lĩnh thì mang theo kia đội quân sĩ chạy như bay đến, rời đi giang giật 10 trượng khoảng cách toàn bộ một gối quỳ xuống, đầy mắt cuồng nhiệt cung kính cúi đầu nói tham kiến ma tinh trưởng lão, cung nghênh trưởng lão về núi. Cung nghênh trưởng lão về núi, gần trăm tên thiên ma tộc quân sĩ cũng toàn bộ quỳ xuống cùng kêu lên quát to, giang giật nháy nháy mắt, có chút không rõ những này quân sĩ vì sao đối với hắn khách khí như thế. Hiu hiu hiu, tại giang giật phất tay để mọi người, chuẩn bị hướng thiên ma sơn bay đi lúc, trên đỉnh núi mấy chục đạo thân ảnh phá không mà đến. Phía trước nhất là một bộ váy đen ma yêu nhi, nàng lệ nóng doanh tròng, thân thể mềm mại rung động, thật xa tựa nghẹn ngào quát to lên, ma tinh, thật là ngươi. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, hướng ma yêu nhi người đứng phía sau nhìn lại, hắn nhìn thấy ma phù cùng ma kỷ cũng rất là kích động trên mặt còn mang theo một tia áy náy xấu hổ, có chút không dám cùng hắn đối mặt. Hưu, mà yêu nhi bay tới, trực tiếp nhào vào ngực của hắn, đem hắn gắt gao ôm lấy, một cỗ linh lung tinh tế thân thể mềm mại áp sát vào trên người hắn, mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, mà tình ta coi là vĩnh viễn không gặp được ngươi, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Giang giật cúi đầu nhìn xem trước ngực tấm kia lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, phát hiện mà yêu nhi lục soát một chút, giờ phút này trong mắt lộ ra tới tình ý cũng căn bản không cách nào ngụy trang, nội tâm của hắn không hiểu ấm áp, đối tiểu ma nữ này hảo cảm lại tăng lên một phần. Hắn lơ lửng giữa không trung nhẹ tay nhẹ bám vào ma yêu nhi trên lưng, khẽ vuốt nàng như tơ lụa phía sau lưng, cười nói, ha ha, ta ma tinh là thuộc miêu có chín đầu mệnh, ai có thể giết chết ta tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu, chú ý một chút ảnh hưởng, người không sợ danh dự bị hao tổn, ta còn sợ đâu. Phi, ma yêu nhi nín khóc mỉm cười, tách ra giang giật xấu hổ đứng ở một bên, một cái tay cũng rốt cuộc không chịu buông ra, một mực bắt lấy giang giật cánh tay. Giang giật mặc kệ nàng, ánh mắt nhìn về phía ma phù ma kỵ. Ma kỵ ma phù mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng giang giật chắp tay nói, ma tinh, chúng ta. Giang giật minh bạch ma kỵ ý nghĩ, tại băng đảo bên trong giang giật một người hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, bọn hắn lại bỏ xuống giang giật tất cả trốn. Cái này ma kỵ ma phù khẳng định cảm thấy có lỗi với giang giật, cũng cảm thấy rất là hổ thẹn hắn vung tay lên ngăn cản hai người nói tiếp mỉm cười nói ra ma kỵ ma phù trưởng lão các ngươi cũng không có làm sai thần nữ an toàn trọng yếu nhất tốt việc này đã qua ta không phải an toàn trở về rồi sao việc này về sau không được nhiều lời ma yêu nhi nghe được con mắt vừa đỏ hung hăng chừng ma phù ma kỵ một chút lúc này mới hướng giang giật truyền âm nói ma tinh ta lúc ấy bị ma phù đánh ngất xỉu nếu không ta khẳng định sẽ đi giúp cho ngươi thật xin lỗi a à. không có việc gì đi về trước đi ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Giang giật vội vã luyện hóa nội đan, không tâm tình cùng bọn hắn giải dòng, hướng ma phù ma kỵ bọn người nhẹ gật đầu, mang theo ma yêu nhi hướng thiên ma sơn đỉnh núi bay đi, bay ở giữa không trung hắn nhìn qua đỉnh núi nhướng mày cùng ma yêu nhi truyền âm nói, thần nữ, tông chủ ở trên núi sao. Không tải, ma yêu nhi lắc đầu nói, băng đảo bên kia xuất hiện một cái băng thú vương, phụ hoàng chạy tới, ta xin nhờ hắn đi cứu người đây. Người khi trở về, không có gặp được phụ hoàng sao giang giật lắc đầu mà yêu nhi lại nghĩ tới cái gì hiếu kỳ thấp giọng hỏi đúng rồi ma tinh khâu sơn hỏa hộc mạnh đạt bọn người toàn bộ chết rồi nghe nói là bị băng thú vương giết chết người lúc đó hẳn là tại phụ cận là thật sao đúng giang giật phát hiện ma phù mấy người cũng hiếu kỳ dựng lỗ tai lắng nghe vội vàng nghiêm mặt nói băng hải dưới xác thực xuất hiện một cái băng thú vương cũng là cái này băng thú vương ta mới may mắn đào tẩu khâu sơn đám người xác thực bị băng thú vương giết chết Hừ hừ, chết được tốt. Mà yêu nhi hận hận nắm nắm quả đấm nhỏ nói, coi như bọn hắn không chết, ta cũng nhất định sẽ làm cho phụ hoàng triệu tập đại quân giết bọn họ, hừ hừ, dám bố cục giết chúng ta. Tốt, chư vị trưởng lão đi về trước đi, ta thụ một điểm vết thương nhẹ, muốn nghỉ ngơi an dưỡng một phen. Trở lại chính mình tòa thành bên ngoài, giang giật hướng ma kỵ bọn người vung tay lên, mang theo ma yêu nhi trực tiếp tiến vào tòa thành bên trong. Ma kỵ cùng ma phù liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một nụ cười khổ, mà kỵ thở dài khẽ lắc đầu nói giang sơn đời nào cũng có người tài chúng ta đều già tương lai thời đại thuộc về ma tinh bọn hắn a à. đúng vậy a à, ma phù hướng giang giật tòa thành nhìn một cái truyền âm nói khâu sơn bọn người rõ ràng là tiểu tử này giết theo tin tức hồi báo băng thú vương xuất hiện thời gian tại chúng ta ngày đó sau đại chiến mấy ngày mà lại xuất hiện băng thú vương tào bồi văn thế mà không xuất thủ cái này băng thú vương minh lộ vẻ phục hổ tông mấy năm trước bắt lấy một con kia bọn hắn tại man thiên quá hải mặc dù chẳng biết tại sao Phục Hổ Tông phải ẩn giấu sự thật này, nhưng Khâu Sơn hỏa học bọn người là tiểu tử này giết không sai, tiểu tử này trên người mùi máu tươi quá nặng đi. Ma Kỵ nhẹ gật đầu, truyền âm nói, bất kể có phải hay không là tiểu tử này giết, việc này nhất định phải nát tại trong bụng, hôm đó tại băng đảo bên trong người cũng muốn phong tỏa tin tức, nghiêm cấm tiết ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chương 1024, thần phách, ngươi cũng không biết rõ kia băng thú vương khủng bố cỡ nào, ta đào tàu lúc ở nửa đường phát hiện rất nhiều chủng tộc điều tập đại quân tiến đến vây giết. Ta nghe nói rất nhiều đại tộc tộc trưởng đều đi, cũng không biết kia băng thú vương có cái gì chỗ kỳ lạ, làm sao nhiều người như vậy đi tranh đoạt. Giang giật ở lại tòa thành bên trong, hắn nghiêng chân tại trên giường rất đại gia nằm, mà yêu nhi thì tại một bên cho hắn bóc lấy một viên linh quả, lấy lòng hầu hạ hắn, nghe được hắn nghi hoặc mà yêu nhi cười tủm tỉm giải thích nói, mà tinh, cái này băng thú vương thế nhưng là chân quý dị thường đâu, lần trước ta và ngươi nói qua băng thú băng mị đều có nội đan. Trong nội đan đều có băng nguyên chi lực, cái này băng nguyên chi lực nhưng so sánh tinh thần chi lực, diệu dụng vô tận. Bất quá phổ thông băng thú nội đan băng nguyên chi lực ít đến thương cảm, coi như hấp thu mấy vạn mai nội đan, cũng không có quá nhiều băng nguyên chi lực. Băng thú vương khác biệt, mà yêu nhi nghiêm mặt ngồi xuống, trầm giọng nói ra, băng thú vương trong nội đan băng nguyên chi lực không chỉ có rất nhiều, nhưng so sánh mấy chục vạn chỉ băng thú, mà lại trong bọn họ trong nội đan băng nguyên chi lực phẩm dai vẫn còn so sánh phổ thông băng thú cao hơn nhất dai. Sở dĩ băng thú vương vừa xuất hiện, nhiều như vậy đại tộc tộc trưởng mới đều sẽ xuất hiện, ai có thể đạt được cái này băng thú vương, luyện hóa nội đan về sau, thực lực đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ. Nghe nói, băng thú vương băng nguyên chi lực còn có thể trợ giúp thiên quân võ giả ngưng kết thần phách đâu. Thần phách cái gì là thần phách, Giang Giật còn lần đầu tiên nghe qua thứ này, lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm về tới phật sơn mặt phía bắc hồ nhỏ cái kia lão giả thần bí thế nhưng là nói chỉ cần hắn đột phá bán thần liền sẽ nói cho hắn biết rất nhiều bí mật đáy lòng của hắn cũng phi thường nghĩ đột phá bán thần trở thành trên thế giới này nhất tồn tại cường đại thần phách ngươi cũng không hiểu mà yêu nhi trợn nhìn giang giật một chút bất quá nghĩ đến ma tinh trước kia thân thế cùng tính cách của hắn cũng liền bình thường trở lại nàng giải thích nói bán thần cùng thiên quân khác biệt muốn đột phá bán thần kia nhất định phải cảm mộ ba cái tam tinh trở lên đạo văn tiếp theo nguyên lực cảnh giới khẳng định phải đuổi theo cuối cùng mới là ngưng kết thần phách chỉ có ngưng kết thần phách võ giả mới có thể tính được là bán thần thần phách tên như ý nghĩa là thần hồn phách người không có tam hồn lục phách kia hẳn phải chết vô cùng đồng dạng bán thần không có thần phách vậy liền không tính bán thần a à nha giang giật không điểm đứt đầu ngồi dậy nói rất tốt nói tiếp đạt được giang giật khích lệ mà yêu nhi vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng chậm rãi mà đàm đạo, thần phách kỳ thật cũng chính là võ giả linh hồn có thể thăng hoa cảnh giới tối cao, có được thần phách phản ứng của ngươi năng lực cùng linh hồn cường giả sẽ đạt tới phi thường khủng bố tình trạng, thường thường thiên quân võ giả còn không có động, bọn hắn liền có thể phát giác, liệu địch tại trước. Sở dĩ coi như ngũ tinh cường giả đánh lén phía dưới, cũng rất khó diệt sát bán thần, bọn hắn có thể trước thời gian một bước kịp phản ứng, trước tiên rút đi. Bình thường công kích linh hồn đối với bán thần tới nói càng là hoàn toàn không thấy, thậm chí Cường đại bán thần, thần phách đạt tới nhất định tình trạng, còn có thể phóng xuất ra công kích địch nhân linh hồn, bất luận bao nhiêu ngũ tinh cường giả, thần phách vừa ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, bán thần diệt sát thiên quân vậy quá đơn giản, bọn hắn cũng bình thường sẽ không vận dụng thần phách, dù sao đó là số mạng của bọn họ dễ, vạn nhất hư hao một tia, liền sẽ có đại phiền toái. Tóm lại thần phách phi thường trọng yếu, cụ thể muốn đạt tới bán thần mới biết được. Mà tình người cố gắng tu luyện, người còn còn trẻ như vậy, tuyệt đối có cơ hội đột phá bán thần. Giang giật nở nụ cười khổ nói, cố gắng tu luyện có làm được cái gì ta lại không có băng thú vương nội đan, cũng vô pháp ngưng tụ thần phách, trở thành bán thần A. Mà tinh, người đừng vội A. Mà yêu nhi vỗ bộ ngực nói, đợi người đạt đến thiên quân đỉnh phong, ta nhất định khiến phụ hoàng giúp người nghĩ biện pháp đi làm một cái băng thú vương hoặc là băng mị vương. Lại nói, vạn nhất người vận khí tốt, về sau không cẩn thận giết chết một cái băng thú vương đâu. Nói cũng đúng, Giang giật chờ đến liền là câu nói này, hắn rất nghiêm túc hỏi, thần nữ, người biết làm sao luyện hóa nội đan sao vạn nhất ta đi hảo vận, tùy ý đụng phải một cái băng thú vương, đồng thời đánh chết đâu. Phốc thử, mà yêu nhi phốc thử cười một tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy, bất quá nhìn thấy Giang giật nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng ngừng bật cười, nói ra, được rồi, được rồi, mà tình ngươi đừng nóng giận, vạn nhất ngươi thật cho tới một viên băng thú vương nội đan, ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn luyện hóa, băng nguyên chi lực phi thường bá đạo, Ngươi như tùy ý luyện hóa, thân thể ngươi sẽ trực tiếp bị đông cứng chết. Không có hỏa thuộc tính linh dược bên trong cùng, ai dám luyện hóa băng thú vương nội đan, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm thật, Giang giật thở ra một hơi thật dài, âm thầm may mắn, may mắn hắn không có tùy ý luyện hóa băng thú vương nội đan, nếu không giờ phút này hắn đã sớm biến thành băng côn, đi gặp Giang Biệt Ly. Hỏa thuộc tính linh dược, Giang giật con ngươi lấp lóe hai vòng lại hỏi, bất luận cái gì hỏa thuộc tính linh dược đều được sao người kia có hỏa thuộc tính linh dược không có cho ta hai cái đặt ở trên thân, lần sau vạn nhất ra thật đánh chết băng thú vương đâu. Khanh khách, mà yêu nhi lại cười, thân thể mềm mại loạn chiến, nàng liên tục khoát tay nói, được rồi, ra, người đừng có nằm mộng. Băng thú vương cùng băng mỹ vương dị thường thưa thớt, vận khí tốt mấy năm xuất hiện một cái, vận khí không tốt hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một cái, người đụng không lên. Lại nói, coi như người đụng phải, bằng vào ngươi một người cũng giết không được ít nhất cần mấy ngàn cường giả vây công mài chết hoặc là phụ hoàng bọn hắn xuất thủ ừ giang giật lông mày nhíu lại sắc mặt lại trầm xuống đưa tay đối mạ yêu nhi nở nang bờ mông vỗ tới hung ác nói ra tốt người nhà đầu này dám xem thường ra nhìn ta không đem ngươi lột sạch ra pháp hầu hạ ai nha nha mà yêu nhi bờ mông bị kích tựa như bị xét đánh nghe giang giật lưu manh nói càng là xấu hổ sắc mặt như hỏa thiêu bất quá lần này nàng thế mà không có đào tẩu chỉ là cúi đầu xuống dùng con mũi mới nghe được thanh âm nói ra ra nô no ra sai chỉ chỉ cần ngươi bất phôi nô no ra trong trắng còn lại tùy ngươi con giang giật đưa tay tại ma yêu nhi trên cặp mông sờ mấy cái lại đưa tay nắm cầm của nàng để nàng ngẩng đầu lúc này mới hung dữ nói ra về sau còn dám chế diễu ra không hỏi ngươi một lần nữa có hay không hỏa thuộc tính linh dược không có ra cần phải hạ độc thủ. ma yêu nhi căn bản không để ý giang giật nói cái gì cho là hắn chỉ là mượn cơ hội dở trò xấu thôi, nàng có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngượng ngùng nói ra, ra, lượn quanh ta chứ, thứ này phụ hoàng ngược lại là có, ta cầm cái này không dùng nha, ta thật không có. Tiện nhân, không chuyên gia pháp, xem ra ngươi cũng không sẽ nói lời thật. Giang giật diễn kịch diễn cũng có chút phát hỏa, đưa tay trực tiếp đem mại yêu nhi đai lưng kéo một phát, áo giật ra, lộ ra một thân màu đen hơi mở áo lót, hắn tiếp tục hung dữ nói ra cuối cùng hỏi ngươi một câu, có hay không? Không có, mà yêu nhi cắn răng nói, bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn hô hấp trở nên phá lệ gấp rút, trước ngực cao mất cũng run lên một cái, thấy Giang giật trợn cả mắt lên. Tê tê, Giang giật tại băng đảo giết nhiều người như vậy, trong thân thể ẩn núp rất nhiều lệ khí, con mắt cũng thoáng cái phiếm hồng, hắn một tay như thiểm điện tại mà yêu nhi áo lót bên trên một chảo, mà yêu nhi trước ngực hai cái ngọc qua thoáng cái bại lộ trên không trung còn phi thường có co giãn nhảy mấy lần. Lộc cộc lộc cộc, mà yêu nhi trước ngực mắt lạnh, kinh hoàng nhảy dựng lên, nhìn thấy Giang giật một đôi như là dã thú sung huyết con mắt cùng thô trọng trong tiếng hít thở khó có thể che giấu tình muốn, nàng biết không thể tiếp tục chơi tiếp tục, nếu không Giang giật khẳng định phải đem nàng cho mạnh lên, trong trắng cũng liền khó giữ được. Ai nha nha, mà tình người không thể làm loạn, nếu không phụ hoàng khẳng định hội trách tội ngươi. Mà yêu nhi cuống quyết dùng y phục che trước ngực Mỹ hảo phong quang, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử vội vàng thoát đi Giang giật tòa thành. Giang giật từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, Chờ Ma Yêu Nhi đi về sau, mới thật sâu hít hai cái khí, vừa rồi nếu không phải hắn khắc chế, sợ là Ma Yêu Nhi thật hội từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Hỏa thuộc tính linh dược, hắn ngồi một hồi tỉnh táo lại, con người quang mang lóe lên, nhớ tới một ít chuyện. Giống như hắn tại luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong làm vài cọng linh dược nếu là nham tương hồ bên trong linh dược, cái kia hẳn là là hỏa thuộc tính a. Chương 1025, Băng Hỏa Chi Ca Giang giật vì tìm kiếm hỏa xà lam tiến vào luyện ngục phế tích bên trong, cuối cùng đi theo y thiền doãn nhược băng đi nham tương hồ, dọa lui tà phi, tranh đoạt hỏa xà lam cùng rất nhiều linh dược. Những linh dược kia giang giật một mực không có thời gian đi giám định, vốn muốn tìm ảnh hoàng người phân biệt dưới, cuối cùng bởi vì cùng bác đế ra khai chiến, nhất thời quên đi, giờ phút này mới nhớ tới. Trong nước sinh trưởng linh dược bình thường là thủy thuộc tính, tại băng tuyết bên trong dựng dục ra tới cũng khẳng định là băng thuộc tính, núi lửa nham tương bên trong dựng dục ra tới linh dược, không cần phải nói là hỏa thuộc tính. Ông, giang giật trong tay sáng lên, một phiên tam diệp liên hoa xuất hiện, đây là cuối cùng phun ra tới linh dược, theo lý thuyết là tôn quý nhất. Cái này tam diệp liên hoa vừa xuất hiện, ba mảnh lá cây còn có chút rung động, tựa như vật sống, càng lộ vẻ linh dược này kỳ lạ cùng chân quý. Luyện hóa, giang giật có chút sầu muộn, luyện hóa băng thú vương nội đan đại sự như thế, vạn nhất địa phương nào sai lầm, hắn coi như vạn kiếp bất phục, cái này tam diệp liên hoa cũng không biết cụ thể là linh dược gì, ai biết có thể hay không bên trong cùng băng nguyên chi lực. Chỉ là, từ khi gặp tô như tuyết hai lần về sau, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, mỗi lần qua một ngày đều cảm giác giống như là dày vò, hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực, nghĩ diệt sát ải nhân tộc về sau, lại đi huyền thần cung đạt được thiên ẩn tông thánh vật, đem tô như tuyết cứu trở về. Thân phận của hắn không thể bại lộ, cũng không thể để người khác biết hắn đạt được băng thú vương nội đan, sở dĩ hắn ngoại trừ hỏi ma yêu nhi bên ngoài, không dám hướng ma kỵ bọn người tìm hiểu một tia liên quan tới băng thú vương tình báo. Mà ma yêu nhi xem tình huống chỉ là có biết đơn giản một chút tình huống, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Ma thần đi băng hải bên kia, hai ngày này đoán chừng về không được, giờ phút này chính là luyện hóa băng thú vương nội đan thời cơ tốt nhất, nếu như chờ ma thần trở về, như thế cường đại băng nguyên chi lực, nói không chừng sẽ khiến chú ý của hắn. Luyện vẫn là không luyện, sang giật xoắn suýt vạn phần, hắn nhắm mắt trầm tư thời gian một nén nhang, cuối cùng quyết định luyện hóa cái này băng thú vương nội đan. Băng hải bên trong một trận chiến, hắn giết tam tộc thiếu tộc trưởng, về sau tam tộc cùng đường đao tộc huyết chiến một trận, ma thần cũng đi băng hải, hắn trước khi rời đi hỏa cách tộc chính đi tìm tào đoạn thiên phiền phức, còn có rất nhiều đại tộc cũng xoắn vào cuộc phân tranh này bên trong, có thể nói giờ phút này tuyết vực loạn thành nhất đoàn tê. Mặc dù ngũ trưởng lão giúp hắn, tào đoạn thiên thả ra một cái băng thú vương, nhưng việc này nghi điểm nhiều lắm, mà lại băng thú vương nội đan là bị hắn đoạt. Tam tộc chết ba cái thiếu tộc trưởng cùng nhiều như vậy cường giả, đằng sau lại cùng đường đao tộc khai chiến, có thể nói tổn thất nặng nề, tam tộc khẳng định vô cùng nổi giận, tuyết vực thế cục ai cũng không biết sẽ như thế nào phát triển. Thế cục khó bề phân biệt, không ai biết rõ trời sáng sẽ như thế nào. Vạn nhất bại lộ, tam tộc đại quân áp cảnh ma thần đều không gánh nổi hắn, sở dĩ hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, luyện hóa băng thú vương nội đan. Nếu là cái này băng nguyên chi lực thật có thể thôi động luyện thần lô, hắn cũng liền có cùng bán thần khai chiến tiền vốn. Các ngươi nghe, ta muốn tính thu 10 ngày, an dưỡng nội thương, vô luận là ai cũng không thấy, bao quát thần nữ. Giang giật đi ra tòa thành bên ngoài, đối bốn tên hộ vệ dưới lệnh làm nói. Thời gian 10 ngày hẳn là đầy đủ hắn luyện hóa nội đan, 10 tên hộ vệ cũng rất nghe lời, lập tức đóng lại tòa thành đại môn, Giang giật tiến vào tòa thành bên trong mở ra cấm chế lấy ra nội đan. Làm sao luyện hóa, Giang giật một cái tay cầm tam diệp liên hoa, một cái tay cầm băng thú vương nội đan, đầy mắt mơ hồ, hắn không biết nên trước luyện hóa nội đan, vẫn là trước luyện hóa tam diệp liên hoa. Dứt khoát cùng một chỗ luyện hóa, hắn một phát hung ác, vận chuyển hai cỗ nguyên lực phân biệt bao phủ tam diệp liên hoa cùng nội đan, cái này một băng một hỏa giống như vẻn vẹn luyện hóa một loại, đoán chừng thân thể của hắn khẳng định chịu không được, không bằng cùng một chỗ luyện hóa để bọn chúng trung hòa. A, à, tại nguyên lực bao phủ tam diệp liên hoa cùng nội đan một khắc này, Giang giật toàn thân run lên, linh hồn cũng khoảng cách rung động, bởi vì hai cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng phân biệt theo trong lòng bàn tay hắn tiến vào hắn trong thân thể. Kia hai cỗ năng lượng là hai thái cực, một cỗ năng lượng trí dương trí cương, tự tựa như nóng hổi dòng nham thạch nhập hắn trong kinh mạch, tay trái của hắn cảm giác bắt đầu cháy rừng rực, kém chút tay run một cái, trực tiếp đem tam diệp liên hoa vang ra ngoài. Mặt khác một cỗ năng lượng lại là trí âm trí hàn, năng lượng vừa tiến vào trong kinh mạch tay phải hắn lập tức biến thành băng trụ hoàn toàn không động được. Theo năng lượng theo gân mạch chảy vào vai phải, hắn bên phải nửa người cũng đều biến thành băng điêu, không có bất luận cái gì chi giác, chớ nói chi là hoạt động. Thật là khủng khiếp, Giang giật trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, để cho mình không đi quản thân thể, bằng không hắn căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp ngất đi. Làm sao bây giờ những năng lượng này để ở nơi đâu? Một nửa thân thể như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, một nửa thân thể lại hoàn toàn bị đông kết, giang giật có chút luống cuống năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể tiếp tục nữa bên trái thân thể sẽ bị đốt cháy thành than cốc bên phải thân thể thì hội hoàn toàn đông lạnh phá hư cái này tam diệp liên hoa năng lượng mặc dù trí cương trí dương nhưng cũng không phải là hỏa diễm mà là tinh khiết năng lượng hỏa linh châu cũng không có hộ chủ bá đạo như vậy năng lượng ở trong kinh mạch xông loạn kinh mạch tuyệt đối không chịu nổi cuối cùng hội toàn bộ bạo liệt cùng một chỗ vận chuyển đi đan điền nhìn xem tinh thần phải chăng có thể hấp thu Giang giật rất nhanh có chú ý, nếu là có một viên tinh thần đem cái này hai cỗ năng lượng đều hấp thu, vậy liền có thể làm cho bọn chúng tại tinh thần bên trong hòa, cuối cùng dung hợp được. Ý nghĩ rất không tệ, nhưng mà, tại Giang giật vận chuyển vô danh công pháp, đem hai loại năng lượng vận chuyển đi trong đan điền lúc, chín khỏa tinh thần không có một viên có động tính, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần hấp thu hai loại năng lượng. Xong, chẳng lẽ lại hai loại năng lượng căn bản là không có cách hấp thu? Giang giật bị hù dọa, giờ phút này trong thân thể của hắn hai loại năng lượng đã rất nhiều trong hai tay tam diệp liên hoa cùng nội đan còn tại liên tục không ngừng đưa vào năng lượng căn bản không dừng được hai loại trí dương trí âm năng lượng một khi tích lũy quá nhiều thân thể của hắn liền sẽ giống như một cái thổi lớn khí cầu đồng dạng nổ thành mảnh vỡ nghe nói băng thú vương băng nguyên chi lực còn có thể trợ giúp thiên quân võ giả ngưng kết thần phách đâu sang giật nhớ tới mà yêu nhi lời nói linh cơ khẽ động chẳng lẽ lại băng nguyên chi lực là linh hồn loại năng lượng muốn vận chuyển đi linh hồn trong thức hải, để chủ linh hồn hấp thu. Thế nhưng là, hai loại năng lượng như vậy cường đại bá đạo, vạn nhất tại linh hồn trong thức hải trực tiếp bạo tạc, linh hồn hắn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Linh hồn yếu ớt nhất, tuyệt đối không thể bị nửa điểm thương tích. Mặc kệ, dù sao cũng là chết, rất nhanh, giang giật không cần suy tính, trong thân thể hai loại năng lượng nhiều lắm, hắn kinh mạch sẽ bạo tạc, hắn chỉ có đem hai loại năng lượng vận chuyển đi linh hồn trong thức hải hỏng bét giang giật cố ý đem hai loại năng lực phân ra một tia vận chuyển đi một đầu trong kinh mạch muốn nhìn một chút có thể hay không bên trong cùng có thể hay không để cho bọn chúng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn một chút chẳng phải bá đạo ai ngờ hai loại năng lượng tựa như thiên địch song phương đều tại kháng cự tới gần khẽ dựa gần cũng sẽ không tự chủ được tách ra đi chớ nói chi là dung hợp quá liều lĩnh lỗ máng lần này chơi lớn rồi giang giật khe khẽ thở dài chỉ có trơ mắt nhìn xem hai cỗ năng lượng tiến vào linh hồn trong thức hải. chương 1026, hồn kiếm dị biến. Ông, tại hai cỗ năng lượng vừa tiến vào linh hồn thức hải, chủ linh hồn cùng 72 thanh hồn kiếm toàn bộ đều phát sáng lên, tựa như 73 chỉ sói đói thấy được dê con không đủ khống chế hướng hai cỗ năng lượng vào tới. Những này quả nhiên là linh hồn năng lượng, Giang giật có chút thở dài một hơi, hắn đầu tiên là khống chế hồn kiếm đi phân biệt hấp thu hai loại năng lượng, xác định có thể hấp thu về sau, nội tâm của hắn treo lên một viên đại thạch đầu rơi xuống đất, khống chế một tia năng lượng hướng chủ linh hồn dũng mãnh lao tới, chuẩn bị nếm thử ngưng kết cái gọi là thần phách. Nhưng là, tại chủ linh hồn đụng một cái sở nội đan băng nguyên chi lực về sau, giang giật toàn bộ linh hồn đều đông kết, hắn cảm giác được linh hồn biến thành một tòa khối băng, vẫn là loại kia tùy thời có thể băng liệt khối băng. Linh hồn hắn bị đông cứng, hoàn toàn không cách nào khống chế bất luận cái gì năng lượng, nội đan băng nguyên chi lực tiếp tục rót vào, chủ linh hồn cũng đông kết đến càng ngày càng nghiêm trọng đoán chừng không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị cóng đến băng liệt suy suy vạn hạnh chính là linh hồn trong thức hải trí dương năng lượng có một tia tiến vào chủ linh hồn chủ linh hồn một trận như tê liệt đau đớn cũng bị giải phong linh hồn mặc dù giải phong nhưng tam diệp liên hoa trí dương năng lượng tiến vào chủ linh hồn làm cho cả linh hồn đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực như tê liệt thống khổ kém chút để giang giật ngất đi chịu đựng một khi hôn mê ta hẳn phải chết không nghi ngờ sống còn thời khắc, Giang giật cố nén mọi loại thống khổ, đem sở hữu năng lượng đều khu trục ra chủ linh hồn đi, để 72 thanh hồn kiếm đi hấp thu. Hắn cũng khống chế 72 thanh hồn kiếm đem chủ linh hồn tầng tầng quay chung quanh, nếu là có bất luận cái gì một tia năng lượng tiến vào chủ linh hồn, hắn tự xong đời. TT hỏa linh châu bên trong truyền đến một tia kỳ dị năng lượng, để hắn chủ linh hồn bên trong như tê liệt đau đớn có chút thư giãn xuống tới. Nội tâm của hắn thở dài một hơi, thần thức khóa chặt kia hai cỗ không ngừng bị hồn kiếm hấp thu năng lượng cảm giác tựa như hai cái như ma quỷ là khủng bố như vậy vừa rồi hắn nếu là chịu không được ngất đi tuyệt đối không cách nào tại tỉnh lại hắn tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng hắn nghỉ ngơi một hồi để linh hồn bên trong đau đớn đạt tới thấp nhất lúc này mới đi chú ý những cái kia hồn kiếm tìm tòi tra phía dưới linh hồn hắn lần nữa chấn động không thôi bởi vì cái này hồn kiếm hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh mà lại mỗi một chiếc hồn kiếm hình thể cũng bắt đầu thu nhỏ không sai, là thu nhỏ, mà không phải tăng lớn. Lần trước ba thanh hồn kiếm hấp thu thần tàm tầm tương sau thể tích cũng là thu nhỏ, trở nên càng thêm ngưng thực, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Giờ phút này hai loại năng lượng tựa hồ càng thêm cường đại, hồn kiếm thu nhỏ tốc độ quá nhanh, 72 thanh hồn kiếm đều rút nhỏ suốt một vòng. Hỏng bét, tam diệp liên hoa cùng nội đan đều mới luyện hóa một phần ba, xem tình huống cái này hồn kiếm không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng A, chờ bọn chúng thu nhỏ đến cực hạn, có thể hay không toàn bộ nổ tung a. À. Vật cực tất phản, hồn kiếm áp xúc ngưng kết đến cực hạn, nếu là không cách nào tiếp tục áp xúc ngưng kết, khẳng định hội bạo tạc. Hồn kiếm tại linh hồn trong thức hải, một khi bạo tạc linh hồn cũng sẽ vỡ nát. Mà giống như khống chế hồn kiếm không hấp thu hai loại năng lượng lời nói, vậy những này năng lượng cũng sẽ tán loạn, hoặc là đem thân thể nổ tung, hoặc là để linh hồn sụp đổ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giang giật hoàn toàn quên đi chủ linh hồn bên trong thống khổ, não hải gấp trăm lần vận chuyển, theo tốc độ này phía dưới không muốn thời gian một nén nhang, 72 thanh hồn kiếm sẽ áp xúc ngưng kết đến cực hạn, đến lúc đó liền là tử kỳ của hắn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tử vong uy hiếp phía dưới, hắn càng thêm tỉnh táo, não hải nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến biện pháp. Đầu tiên cái này năng lượng xem tình huống không cách nào khống chế, hắn hai cánh tay không có bất kỳ cái gì chi giác, hắn cũng không dám rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, bằng không hắn thân thể sẽ chịu không được lập tức ngất đi, vậy liền vĩnh viễn ngủ say. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này tràn vào tới năng lượng hấp thu, nhưng hai loại năng lượng tinh thần căn bản là không có cách hấp thu, là linh hồn loại năng lượng, ngoại trừ chủ linh hồn bên ngoài, chỉ có hồn kiếm có thể hấp thu. Chủ linh hồn, thử qua vừa rồi mùi vị đó về sau, Giang giật rốt cuộc dám lại thử, hắn cũng tin tưởng nếu là chủ linh hồn lại hấp thu hai loại năng lượng, hắn tuyệt đối sẽ chết. Như vậy còn lại chỉ có một con đường, nghĩ biện pháp để hồn kiếm hấp thu tất cả năng lượng. Hồn kiếm, hồn kiếm, hồn kiếm. Giang giật thần thức khóa chặt hồn kiếm, mắt thấy 72 thanh hồn kiếm không ngừng co rút lại ngưng kết, đã dòng dã nhỏ 2 phần 3, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cái này hồn kiếm là tại huyền thần cung bên trong xuất hiện, tại huyền thần cung tầng thứ 2 trên hoàng tuyền lộ, lúc đương thời vô số phệ hồn ngạc tập kích, giang giật đem phệ hồn ngạc phản thôn phệ, sau đó linh hồn phân liệt, xuất hiện từng thanh từng thanh hồn kiếm đằng sau hồn kiếm bị hủy diệt một chút, tại thần tứ thành thần khóc lúc, lại tăng lên một chút, 12 thanh hồn kiếm còn chiếm được điệp nữ tộc điệp chi tuyển bổ dưỡng tiến hóa, còn có 3 thanh hồn kiếm đạt được linh lung thần tàm tầng tương bổ dưỡng, lần nữa tiến hóa. Liên quan tới hồn kiếm, Giang Giật trên thực tế cũng không phải là hiểu rất rõ, thứ này tới kỳ dị, hắn cũng chưa nghe nói qua người khác có vật như vậy, hắn cũng không biết hồn kiếm về sau hội diễn hóa thành bộ dáng gì. Muốn nổ, muốn nổ, thời gian từng điểm từng điểm đi qua, Giang Giật phát hiện hồn kiếm càng ngày càng nhỏ, đã nhanh đến áp súc mức cực hạn. Hắn nghĩ đến lâu như vậy cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, căn bản không biết như thế nào cho phải. Ai, cái này hồn kiếm nếu là lớn hơn mấy lần liền tốt, hồn kiếm liền sẽ không nhanh như vậy bị áp xúc đến cực hạn. Giang Giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức linh hồn chấn động. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, giống như đem những này hồn kiếm thể tích biến lớn, như thế liền sẽ không nổ a. À. Hồn kiếm hấp thu không phải phổ thông năng lượng hai loại năng lượng cùng loại điệp chi tuyển cùng kén tầm, sẽ không để cho hồn kiếm tăng lớn, sẽ chỉ làm hồn kiếm ngưng tụ. Sở dĩ giang giật nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp, để hồn kiếm ở giữa lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, thể tích tăng lên, cũng sẽ không áp xúc đến cực hạn. Hồn kiếm đã có thể phân liệt, như vậy cũng nhất định có thể dung hợp, chỉ cần đem cái này 72 thanh hồn kiếm dung hợp thành 36 thanh, 18 thanh, thậm chí một cái, nói không chừng cái này hồn kiếm liền sẽ không nổ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sống còn thời khắc, giang giật cũng không quản được nhiều như vậy, hắn khống chế hai thanh hồn kiếm vần sát, nghĩ biện pháp để bọn chúng dung hợp, nhưng hai thanh hồn kiếm dính vào cùng nhau, lại phân biệt rõ ràng căn bản là không có cách dung hợp. Liều mạng, giang giật nảy sinh ác độc, khống chế hai thanh hồn kiếm bay múa, sau đó hung hăng đụng nhau mà đi. Oanh, giang giật cảm giác linh hồn trong thức hải chấn động, hai thanh hồn kiếm thế mà bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Mà để hắn mừng như điên sự tình phát sinh, hai thanh hồn kiếm năng lượng phân biệt bị còn lại hồn kiếm hấp thu, hấp thu năng lượng hồn kiếm thể tích biến lớn một phần. Tiếp tục đụng, Giang giật như phát điên khống chế từng thanh từng thanh hồn kiếm chạm vào nhau, để hồn kiếm không ngừng chia năm xẻ bảy, tiếp theo bị còn lại hồn kiếm hấp thu, hồn kiếm số lượng cũng bắt đầu kịch liệt biến thiếu, mà còn lại hồn kiếm thể tích lại không ngừng biến lớn. 72 thanh, 60 đem, 30 thanh, 15 thanh, 10 chuôi. Một lát sau, Giang giật hồn kiếm biến thành năm thanh, nguyên bản bị áp xúc đến cực hạn thể tích cũng tăng lên gấp 3-4 lần, bất quá hấp thu hai loại năng lượng về sau, cái này năm thanh hồn kiếm lại nhanh chóng thu nhỏ. Tiếp tục, Giang giật dò xét đến nội đan cùng tam diệp liên hoa còn có gần một nửa năng lượng, hắn chỉ có tiếp tục khống chế hai thanh hồn kiếm chạm vào nhau, còn như cuối cùng có thể hay không mạng sống, vậy cũng chỉ có thể giao cho lão thiên gia. ầm ầm bốn thanh hồn kiếm vỡ vụn, tất cả năng lượng đều bị cuối cùng một cái hồn kiếm hấp thu, bên ngoài năng lượng còn tại liên tục không ngừng tràn vào vào đây, Giang giật không cách nào, chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng một cái hồn kiếm áp xúc đến chủ linh hồn một nửa lớn như vậy lúc, nội đan cùng tam diệp liên hoa năng lượng rốt cục hấp thu xong tất. Mà cái kia thanh hồn kiếm an tĩnh lơ lửng tại linh hồn trong thức hải, cũng không có sụp đổ hoặc là bạo tạc xu thế, Giang giật mừng như điên thấy bên trong mấy lần, cả người như suy yếu mở to mắt ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hấp khí. Dòng dã ba nén hương thời gian, Giang giật mới khôi phục trở về, hắn phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường, không qua đi cõng toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, trên trán giờ phút này còn mồ hôi lạnh chảy dọc. Hắn ngồi một hồi, ngồi xếp bằng nội thị linh hồn, khi hắn đảo qua linh hồn trong thức hải cái kia thanh lơ lửng hồn kiếm lúc, nội tâm lần nữa chấn động, bởi vì cái kia thanh hồn kiếm giờ phút này chính hiện ra thất thải quang mang, ngoại hình cũng chậm rãi biến ảo, tựa hồ. Tại biến dị cũng rất có thể là sụp đổ bạo tạc trước báo hiệu. Chương 1027, thất thải hồn thương. Ông Giang giật linh hồn trong thức hải, một cái tản ra thất thải quang mang hồn kiếm ở phía trên bay múa, cái này hồn kiếm giang giật căn bản không có khống chế, chính nó tại linh hồn trong thức hải bay múa, mà lại bay múa đồng thời hồn kiếm bắt đầu chậm rãi biến hình, trước kia ngoại hình cùng hỏa long kiếm không sai biệt lắm, giờ phút này lại trở thành một cây thương, súng. Hồn kiếm biến thành hồn thương, giang giật ngừng thở, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, cái này hồn kiếm giờ phút này không bị khống chế, nếu là nó như phát điên hướng chủ linh hồn đánh tới, hắn lập tức liền sẽ đi gặp Diêm Vương gia coi như không đụng chủ linh hồn, nó nếu là sụp đổ bạo tạc gì gì đó, chủ linh hồn cũng sẽ bị tạc đến vỡ nát. Hưu, 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 hồn kiếm bay múa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến đằng sau giang giật đều dò xét không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hồn kiếm biến ảo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, triệt để không phải hồn kiếm, mà là một cây trường thương, trường thương bên trên thất thải quang mang lưu truyền, bên ngoài ẩn ẩn còn có một cỗ khí lưu tại quấn quanh, nhìn tựa như một cây vô kiên bất tổ trí tôn bảo thương, súng. Giang giật nội tâm cũng treo lên, cái này thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh, có vô số lần dán vào chủ linh hồn bay qua, đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hắn vội vàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tránh cho thân thể mình loạn động. Ông, tại hồn kiếm hoàn toàn triệt để hồn thương một khắc này, thất thải hồn thương phía trên quang mang chấn động, nó cũng chậm rãi đứng tại linh hồn thức hải bên trên, giang giật vào thời khắc ấy cảm giác cùng thất thải hồn thương có linh hồn liên hệ, tựa hồ cái này thất thải hồn thương lại biến thành hắn. Không sao, Giang giật có chút thở ra một hơi, khống chế thất thải hồn thương chậm rãi tại linh hồn thời điểm bên trong di động. Quả nhiên, tâm hắn niệm khẽ động, thất thải hồn thương cũng động, nội tâm của hắn đại định, chỉ cần cái này thất thải hồn thương còn có thể bị khống chế, kia mặc kệ nó biến thành cái dạng gì, chỉ ít nó sẽ không hại chính mình. Khống chế hồn thương tại linh hồn trong thức hải chuyển vài vòng, xác định cái này thất thải hồn thương hoàn toàn bị hắn khống chế về sau, Giang giật mở to mắt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác lại tại quỷ môn quan dạo qua một vòng hồn kiếm vì sao muốn biến dị coi như biến dị tại sao lại biến thành một cây thất thải trường thương cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao cái này hồn kiếm làm sao tới giang giật đều không rõ giờ phút này tại sao lại biến dị càng nghĩ không thông hắn cảm giác chính mình là một cái quái vật không chỉ có đan điền biến dị linh hồn này cũng thay đổi dị đây hết thảy phải cùng vô danh công pháp có quan hệ vô danh công pháp đến cùng là ai phong ấn tại linh hồn của ta bên trong mẫu thân nói không phải nàng Vậy liệu rằng là Dư Ôn có phải hay không là Phật Sơn mặt phía Bắc trong hồ nhỏ câu cá lão giả Dư Ôn đến cùng là ai kia lão giả thần bí đến cùng lại là ai? Giang giật nghĩ đến một trận, có chút nhức đầu, dứt khoát không nghĩ, đột phá bán thần đi tìm lão giả thần bí, hẳn là rất nhiều đáp án đều có thể để lộ. Nghĩ đến đột phá bán thần đầu hắn lớn hơn, lần này lúc đầu luyện hóa nội đan hấp thu băng nguyên chi lực, dùng để thôi động luyện thần lô, lại không nghĩ rằng băng nguyên chi lực toàn bộ bị hồn kiếm hấp thu, một chút cũng không cho hắn lưu lại. Không lưu lại cũng được, giống như có thể làm cho linh hồn hắn tiến hóa thành thần phách vậy cũng không tệ a. À. Ngược lại tốt, kém chút đi minh giới gặp Giang Biệt Ly không nói, chỗ tốt gì đều không có mỏ được. Cũng không đúng, chỉ ít hồn kiếm dung hợp, cái này 72 thanh hồn kiếm dung hợp thành một cái, lại hấp thu Tam Diệp Liên Hoa cùng nhiều như vậy băng nguyên chi lực, uy lực khẳng định sẽ rất lớn a. À. Giang giật ầm ầm tâm động, hồn kiếm trước kia uy lực tựu rất lớn, tại luyện ngục phế tích nham tương hồ bên trong hắn đánh lén thiên quân đỉnh phong kia là một giết một cái chuẩn A, liền xem như bốn ngũ tinh cường giả, nếu không có cường đại linh hồn phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Hưu, tâm hắn niệm khẽ động, khống chế thất thải hồn thương theo mi tâm bắn ra, một đạo quang mang lóe ra, kia hồn thương hóa thành một vệt thần quang lại thoáng cái bay ra gian phòng bên ngoài, còn nhẹ tùng xuyên thấu cấm chế, giang giật linh hồn chấn động, vội vàng khống chế thất thải hồn thương bay trở về. Cái này thất thải hồn thương tốc độ làm sao nhanh như vậy cũng không biết người bên ngoài phát hiện không có. Giang giật bị thất thải hồn thương tốc độ hù dọa, tốc độ này so trước kia ít nhất tăng lên gấp 10. Hắn đem thất thải hồn thương thu hồi lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài, bên ngoài có bốn tên thị vệ thủ hộ, giờ phút này một người chính đầy mắt mơ hồ, không ngừng nhìn chằm chằm tòa thành vách tường, tựa như gặp quỷ. Những người còn lại ngược lại là không có phát hiện cái gì, người kia nhìn ra ngoài một hồi cũng cho là mình hoa mắt, rụi rụi con mắt không thèm để ý. Suy suy, Giang giật yên tâm lại, lần nữa khống chế thất thải hồn thương chậm rãi bay ra mi tâm trong đại sảnh bay tới bay lui hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm thất thải hồn thương nội tâm ẩn ẩn có chút kích động cái này thất thải hồn thương tốc độ tăng lên gấp 10, dựa theo dĩ vãng quy luật tốc độ gia tăng uy lực khẳng định cũng sẽ gia tăng nói cách khác cái này thất thải hồn thương uy lực rất có thể tăng lên gấp 10. ây khống chế thất thải hồn thương phi hành một hồi giang giật đột nhiên cảm giác linh hồn vô cùng suy yếu hắn ánh mắt cũng hoảng hốt đầu váng mắt hoa hắn vội vàng khống chế thất thải hồn thương bay trở về, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chuyện gì xảy ra, nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới nghi ngờ mở to mắt, hắn dạng này cảnh giới, thân thể cường đại như rồng hổ, là tuyệt đối sẽ không sinh bệnh, như thế nào lại đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ là thất thải hồn thương quá mức cường đại, ta căn bản là không có cách thời gian dài khu động. Giang dập nghĩ đến một cái có thể, vì nghiệm chứng khả năng này, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, chờ đến linh hồn hoàn toàn khôi phục, hắn lần nữa không chế thất thải hồn thương bay ra. Kết quả thất thải hồn thương trong đại sảnh chuyển mười mấy giới, linh hồn hắn bên trong lần nữa chuyển đến cảm giác suy yếu, lại là một trận đầu choáng váng hoa mắt. Quả nhiên, Giang giật nhức cả trứng, cái này thất thải hồn thương uy lực khẳng định tăng lớn không nhỏ, dùng linh hồn của hắn cường độ căn bản là không có cách thời gian giải khống chế. Cũng tỉ như một đứa bé đạt được một cái thần binh cự kiếm, cái này thần binh cự kiếm có lẽ có thể diệt sát tráng hắn, nhưng tiểu hài tử này khí lực quá nhỏ, căn bản là không có cách thời gian dài vung vẩy thần binh. Cái này thất thải hồn thương không phải vạn bất đắc dĩ đừng lộn xộn, nếu không linh hồn một khi suy yếu, ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Giang giật âm thầm khuyên bảo chính mình, cường giả đối chiến, một khi một phương linh hồn suy yếu, lực phản ứng hội đại giảm, vậy sẽ là chí mạng. Phải nghĩ biện pháp làm ta linh hồn bổ dưỡng bảo vật A. Giang giật cảm giác được một tòa bảo khố, chính mình nhưng không có chìa khóa, không cách nào đạt được bên trong bảo vật. Nội tâm của hắn nhanh như hỏa phần, nếu là cái này thất thải hồn thương uy lực thật gia tăng gấp 10, kia diệt sát bán thần nên vấn đề không lớn, hắn cũng có thể đi sông vào một lần ải nhân sơn, nghĩ biện pháp tiếp cận khâu sơn đánh lén diệt sát hắn. Linh hồn bổ dưỡng, một là dựa vào linh dược, hai là dựa vào tu luyện. Cảnh giới mạnh lên, linh hồn cũng sẽ không ngừng đi theo tăng trưởng, liền giống với tiểu hài tử trưởng thành, khí lực của hắn cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng lớn. Hắn tại nham tương hồ bên trong còn được đến vài cọng linh dược, nhưng hắn căn bản không biết những linh dược kia có cái gì công dụng, một gốc tam diệp liên hoa kém chút đem hắn linh hồn cho đốt cháy, hắn cũng không dám lung tung luyện hóa. Mặc kệ, trước tu luyện một hai tháng, đem cảnh giới đề cao một chút, bên ngoài đoán chừng cũng rất loạn, trước quan sát thoáng cái thế cục lại nói. trầm ngâm một lát hắn không cách nào, chỉ có thể trước tu luyện, chờ băng đảo bên kia tin tức truyền đến lại nói, mạo muội hành động cái kia chỉ có muốn chết. Trường 1028, đua giả làm thật. Bên ngoài thế cục xác thực rất loạn, hỏa cách tộc cùng tào đoạn thiên bọn hắn khai chiến, đem tào đoạn thiên mang người diệt hơn phân nửa, nếu không phải hỏa cách tộc tộc trưởng ngăn cản, tào đoạn thiên kém chút đều bị xử lý. Hỏa cách tộc tộc trưởng biết được chuyện đã xảy ra về sau, hắn cũng nổi giận, hỏa học là hắn yêu thích nhất tôn tử, hỏa học bị giết hắn giận không thể nghỉ, băng thú vương nội đan vốn là hắn lại bị tào đoạn thiên người đoạt. Hôm nay ba người bọn họ đánh lui đường đao để hắn lòng tự tin tăng vọt, cảm thấy ba người bọn họ liên thủ hẳn là có thể cùng tào bồi văn đùa mấy tay. Sở dĩ hắn ngang nhiên xuất thủ liền muốn chuẩn bị cầm xuống tào đoạn thiên, nhưng tào bồi văn đột nhiên xuất hiện, một chiêu kém chút cây đuốc cách tộc tộc trưởng cho chụp chết, khâu sơn cùng mãnh tượng tộc tộc trưởng bị hù dọa, không để ý tới truy sát đường đao tộc, suốt lĩnh đại quân hoảng sợ trốn. Tào bồi văn giận dữ, toàn bộ tuyết vực đều run lên ba run, rất nhiều bản chiều chiến trường dũng mãnh lao tới trùng tộc nhận được tin tức về sau, toàn bộ đều rút lui, cũng không dám lại hướng chiến trường tới gần băng thú vương bị giết bọn hắn đi cũng không có cái gì ý nghĩa nổi giận tam tộc đang rút lui đồng thời trên đường tao ngộ tiểu tộc đại đội tao ương vận khí không tốt toàn bộ bị diệt vận khí tốt cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chém giết một số người tam tộc thiếu tộc trưởng bị giết còn cùng đường đao tộc đánh một trận chiến cuối cùng băng thú vương nội đan cũng không có được nội tâm đều ổ lửa cháy đâu nén giận còn có đường đao tộc cùng phục hổ tông đường đao tộc đi hơn một vạn người cuối cùng đào tẩu không đến 3.000 người, đường đao còn bản thân bị trọng thương. Phục hổ tông cũng đã chết một số người, mấu chốt là tào bồi văn vốn không muốn lộ diện, cuối cùng không thể không ra tay đắc tội tam tộc, đang điều tra một phen về sau, còn phát hiện băng thú vương nội đan cũng không phải là bản tộc con em thu hoạch được. Tào bồi văn cùng phục hồ tông trưởng lão đều không có an bài bất luận kẻ nào đến cướp đoạt, cái kia đoạt nội đan người biến mất vô tung vô ảnh. Nội tâm có hỏa, tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài, lần này bị băng thú vương hấp dẫn tới tiểu tộc đều tao tội, những cái kia bị tội tiểu tộc cũng nén giận, sở dĩ thuyết vực loạn thành nhất đoàn tê, khắp nơi đều tại khai chiến, thời khắc đều tại người chết. Ma thần ra ngoài dạo qua một vòng, tại ngày thứ 8 về núi, khi biết Giang giật sau khi trở về, hắn thở dài một hơi, cũng không có hỏi thăm quá nhiều chuyện, chỉ là hạ lệnh đem ma yêu nhi cho giam lòng, để thiên ma tộc gần nhất trong khoảng thời gian này không phải xuống núi. Khâu bạch bọn người phục kích ma yêu nhi, ma thần nội tâm cũng có hỏa, nhưng mà yêu nhi cùng ma tinh cuối cùng đều an toàn trở về, khâu bạch mấy người cũng chết rồi, tam tộc lần này tổn thất nặng nề. Giờ phút này tam tộc chính nổi giận bên trong, ma thần tự nhiên không dám ra động đại quân đi tìm không tự tại, hắn gần nhất cũng tại dung hợp một loại cường đại đạo văn, không có thời gian đi quản nhiều. Để tuyết vực đại loạn người khởi sướng giang giật bế quan một tháng sau, hắn xuất quan giải một chút tình báo về sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa bế quan. Ma thần hạ lệnh phong sơn, bất kỳ người nào không được ra ngoài, mà yêu nhi cũng bị nhốt. Hắn nếu là làm loạn, này thiên ma sơn giá không cần chờ đợi, mà bên ngoài giờ phút này loạn hơn, vô số đại tộc ngay tại khai chiến, một người hành tẩu tại tuyết vực quá nguy hiểm. Tu luyện, mặc dù Giang giật nội tâm lo lắng, mỗi lần một ngày đều cảm giác giống như là dày vò, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, cũng sẽ không đi chịu chết, chỉ có thể ép buộc chính mình tĩnh tâm tu luyện. Không cần biết ra sao, chỉ ít nguyên lực cảnh giới trước đã tới thiên quân đỉnh phong lại nói. Tại này thiên ma sơn chi đỉnh, thiên địa nguyên lực là phía ngoài 250 lần, tăng thêm giang giật mình bị khốn long thảo cải tiến thân thể, tốc độ tu luyện đạt tới kinh khủng 2.500 lần, tốt như vậy tu luyện bảo địa có thể rất khó tìm, cái này so đường ra thiên cơ thuyền còn phải nhanh hơn gấp hai nhiều. Nguyên lực cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong, lại cảm ngộ ba cái tam tinh trở lên đạo văn, tăng thêm ngưng kết thần phách, vậy liền bán thần. Tam tinh trở lên đạo văn, giang giật cảm ngộ hai cái, băng phong thiên lý cùng lôi đỉnh chi nộ. Cái sau dung hợp đại thành lúc, mặc dù không có thiên địa dị tượng, nhưng tuyệt đối là tam tinh trở lên đạo văn, nếu không uy lực không có lớn như vậy. Còn như còn lại cường đại thủ đoạn, tỉ như thần âm thiên ký, lôi hỏa thần thuấn, cương phong chi nhận, thất thải hồn kiếm các loại chờ, những cái kia chỉ là thần thông, hoặc là căn cứ đạo văn diễn hóa ra thủ đoạn, căn bản không thể tính toán đạo văn. Sở dĩ giang giật còn cần cảm ngộ một cái tam tinh trở lên đạo văn, tăng thêm đem nguyên lực tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, cuối cùng ngưng tụ thần phách mới có thể đột phá bán thần. Nghe nói đột phá bán thần về sau, nguyên lực hội từng bước chuyển hóa thành thần lực nắm giữ thần lực đoán chừng có thể nhẹ nhõm thôi động luyện thần lô phóng tích tịch diệt chi hỏa a giống như có thể thôi động luyện thần yêu viêm vậy liền hoàn mỹ. Luyện thần yêu viêm thế nhưng là liền tám cửu tinh cường giả đều có thể đốt diệt kinh khủng hỏa diễm. Giang giật thình thịch tâm động, đốt diệt tám cửu tinh cường giả, cái này hỏa diễm nên khủng bố cỡ nào a đương nhiên giang giật cũng chỉ là ngấm lại, tịch diệt chi hỏa hắn đều không khởi động được, chớ nói chi là luyện thần yêu viêm tịch diệt chi hỏa có thể đốt thất tinh cùng thất tinh dưới đây bán thần, ải nhân tộc khâu sơn xếp hạng còn tại ma thần phía dưới, tuyệt đối sẽ không đạt tới bát tinh, sở dĩ chỉ cần có thể thôi động tịch diệt chi hỏa, giang giật tự tin có thể đốt giết khâu sơn. Ai, đừng nghĩ xa như vậy, không có băng nguyên chi lực, ta lấy cái gì thôi động vẫn là trước đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, để linh hồn tăng cường, có thể tùy ý khu động thất thải hồn thương đáng tin cậy ta. Nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, Giang giật linh hồn cũng có thể tăng trưởng không ít, hắn nhiều nhất có thể thôi động thất thải hồn thương phóng thích một lần công kích, như một lần đánh giết không được khâu sơn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước bế quan một đoạn thời gian, đem nguyên lực cảnh giới đột phá đến thiên quân đỉnh phong lại nói. Tu luyện, mà yêu nhi bị giam đi lên, mà thần giống như cũng bế quan, không người đến quấy giày giang giật, hắn cũng có thể an tâm tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, thiên ma sơn gần nhất cũng vô cùng an tĩnh, trong chớp mắt nửa năm liền đi qua. Ma thần lần này là thật rất tức giận, mà yêu nhi một lần cũng chưa từng xuất hiện, giang giật tu luyện nửa năm, nguyên lực cảnh giới mới đạt tới thiên quân bát trọng dáng vẻ, thứ sáu khỏa tinh thần bên trong nguyên lực chỉ có hơn phân nửa, muốn dị biến đoán chừng ít nhất còn cần nửa năm. Hưu, giang giật ngừng tu luyện, hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới dò xét một phen, xác định không ai nhìn trộm hắn về sau. Hắn nghi tâm một cây thất thải bỏ túi tiểu thương, súng xuất hiện, hóa thành đạo đạo tàn ảnh ở trong đại điện bay múa lần này trọn vẹn bay ba mươi mấy giới sau linh hồn hắn mới trở nên suy yếu hắn thu hồi thất thải hồn thương nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới khe khẽ thở dài nói linh hồn tăng trưởng một chút nhưng còn chưa đủ hơn ba mươi giới tối đa cũng chỉ có thể phi hành ngàn trượng khoảng cách như địch nhân rời đi ta khoảng cách hơi xa ta cũng như thế chỉ có thể công kích một lần linh hồn liền sẽ vô cùng suy yếu đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ chết rồi hắn ngồi một hồi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài đang trộm nghe mấy tên đại thống lĩnh nói chuyện về sau, hắn đạt được một chút tình báo. Ma thần còn không có xuất quan, này thiên ma sơn vẫn là phong tỏa, bất kỳ người nào không phải hạ sơn, hắn coi như xuất quan cũng vô dụng, trừ phi hắn trực tiếp độn thiên rời đi. Tiếp tục tu luyện đi, tu luyện tới thiên quân đỉnh phong lại nói. Giang giật nhắm mắt tu luyện, nhưng lần này vẻn vẹn bế quan 4 tháng tự bị đánh gãy, mà yêu nhi được thả ra. Ma tinh, ta cảm giác người khí tức biến mạnh mẽ hơn không ít, nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong a à hi hi ta nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới thiên quân bát trọng mà yêu nhi sau khi đi vào thần thức tại giang giật trên thân quét qua con mắt cười thành vành trăng khuyết lập tức có chút thẹn thùng cúi đầu nhẹ giọng nói ra ma tinh ngươi đạt tới thiên quân đỉnh phong cũng có thể đi hướng phụ hoàng ta cầu hôn phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng đến lúc đó nhất định sẽ chúng ta xử lý một trận thịnh đại hôn lễ sẽ còn định ngươi là thiếu tộc trường đại hôn giang giật nhức cả trứng giả cho vui tựa hồ có thật làm xu thế a à. Cái này cưới có thể kết sao hiển nhiên không được, chương 1029, từ xưa chữ tình nhất giết người. Không cần hoài nghi, đối với giang giật tới nói thích nhất nữ nhân chỉ có một cái, cái kia chính là tô như tuyết. Tự liền phượng loan thanh ngư hắn đều không có cho bất luận cái gì danh phận, dù cho muốn cho danh phận, tối đa cũng tự một cái thiếp thất, chính thê vĩnh viễn chỉ có thể là tô như tuyết. Mà yêu nhi gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện được rất không tệ, Giang giật trong lòng cũng không chán ghét nàng, nhưng muốn nói thêm thích kia là gạt người, Chứ nói chi là đại hôn đã cưới. Năm đó Giang giật đáp ứng tô như tuyết muốn cho hắn một cái thịnh đại hôn lễ, kết quả cuối cùng bị trùng điệp sự tình làm trễ nải, đằng sau tô như tuyết bị cơ thính vũ mang đến đông hoàng đại lục, thẳng đến gần nhất hắn mới lần nữa gặp nàng hai mặt. Hắn đối tô như tuyết rất là ái náy, cũng âm thầm thế các loại chờ đưa nàng cứu về rồi, lập tức mang về thần tứ bộ lạc, cho nàng một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Sở dĩ mà yêu nhi nói đến kết hôn việc này, Giang giật trầm mặc cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể cúi đầu xuống giả bộ không có nghe được. Mà yêu nhi đợi một hồi, thấy không có bất kỳ đáp lại nào, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Giang giật trầm tự biểu lộ, biến sắc nói thế nào, người không nguyện ý. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, ngẩng đầu nói ra cũng không phải không nguyện ý, ta chẳng qua là cảm thấy quá nhanh, ta ma tinh từ nhỏ đã là cô nhi, cũng một người quen thuộc, người đột nhiên nói đại hôn ta nhất thời có chút không tiếp thụ được a à, dạng này a à, mà yêu nhi sắc mặt hòa hoãn lại bắt lấy giang giật tay nói mà tinh chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ mà lại chúng ta không đại hôn ngươi liền không thể vào ở thiên ma cung bên trong ngươi cũng đã biết mấy tháng nay ta không gặp được ngươi có bao nhiêu khó chịu sao lần này ta thế nhưng là cầu phụ hoàng dòng dã nửa tháng hắn mới thả ta ra mà tinh ta không thể rời đi ngươi rời đi ngươi ta sẽ chết a à. Giang giật thân thể hơi chấn động một chút, không hiểu có chút cảm động, bất quá nghĩ đến vào ở thiên ma cung, nội tâm của hắn dùng mình một cái. Tại ma thần ngay dưới mắt, hắn đứng ngồi đều bất an, càng không thể tu luyện, hắn rất nhanh ngoan tâm nói ra thiên, lại cho ta một chút thời gian đi, còn có hai tháng ta liền có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong, đến lúc đó ta lại hướng ngươi phụ hoàng cầu hôn. Thật, ma yêu nhi đầy mắt hy vọng mở to hai mắt, thân thể mềm mại có chút rung động nói ra, ma tinh, ngươi sẽ không gạt ta à ngươi thật sẽ lấy ta sao? ha ha, sẽ không. Giang giật trên mặt lộ ra mỉm cười, nội tâm lại là nặng nề thở dài, hai tháng sau liền là hắn rời đi thời gian. Hắn thứ sáu khỏa tinh thần lập tức sẽ dị biến, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động ma thần. Tinh thần dị biến hắn cũng không có cách nào dừng lại, ma thần thần thức quét qua, cái gì đều bại lộ. Sở dĩ hắn tuyệt đối không thể tại thiên ma sơn dị biến, hắn nhất định phải rời đi. Hắn đã 24 tuổi, đi vào Đông Hoàng Đại Lục cùng tuyết vực cũng đã hơn 3 năm, còn có thời gian một năm rưỡi huyền thần cung liền muốn mở ra hắn nhất định phải nhanh đem ải nhân tộc hủy diệt lại lên đường đi huyền thần sơn nơi đây khoảng cách huyền thần sơn thực sự quá xa tại đông hoàng trong đại lục hắn cũng không dám tùy ý độn thiên một khi bị người phát giác bắc đế tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ truy sát huyền thần sơn tại huyền đế thành phụ cận huyền đế thành thế nhưng là chiến gia đại bản doanh bên trong ở cửu tinh cường giả chiến đế thân phận của hắn một khi bại lộ đoán chừng còn chưa lên huyền thần sơn liền sẽ bị chiến đế đánh giết. Sở dĩ hắn chỉ có thể độn thiên đi tuyết vực cùng đông hoàng đại lục chỗ giao giới, lại vụng trộm cưới thiên cơ thuyền đi huyền thần sơn, đoán chừng cưới đường ra thiên cơ thuyền ít nhất đều cần thời gian một năm, hắn không thể tại tuyết vực chậm trễ thời gian. Mà yêu nhi suy nghĩ rất đơn thuần, nghe được giang giật cũng không nghĩ nhiều, nàng ngon ngọt cười, len lén liếc giang giật một chút, đột nhiên bu lại, tại giang giật trên mặt hôn một cái, sau đó ngượng ngùng chạy ra ngoài, Tại cửa ra vào mới mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ngoái nhìn nói Mà tinh, cố lên, ngươi là tuyệt nhất Thiên nhi chờ ngươi đột phá thiên quân đỉnh phong hướng phụ hoàng ta cầu hôn kia một ngày nha Mà yêu nhi đi, Giang giật tâm cũng rốt cuộc không an tĩnh được Nghĩ đến mà yêu nhi câu nói kia rời đi người ta sẽ chết Giang giật có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi Từ xưa chứ tình nhất giết người Hắn không biết mình rời đi về sau Mà yêu nhi sẽ như thế nào, có thể hay không đau đớn muốn tuyệt Cố lên, ngươi là tuyệt nhất câu nói này lại để cho giang giật nhớ tới hắn cái kia động lòng người tiểu thị nữ giang tiểu nô từ nhỏ đã thích nhất cho hắn cố lên động viên giờ phút này cái kia tiểu thị nữ chính cơ khổ một người tại vô tận biển sâu huyền vũ cung nội đoán chừng cũng con mắt ba ba ngóng trông hắn trở về giang giật lại nghĩ tới phượng loan thanh ngư nam cung khinh linh bọn người nghĩ đến tiền vạn quán còn có chiến vô song không biết lên đường không có giờ phút này phải chăng đến đông hoàng đại lục tìm được hắn bản tộc cuối cùng giang giật lại nghĩ tới y phiêu phiêu cái này thần bí mẫu thân, không biết ảnh hoàng người phải chăng tìm được nàng hắn tại đông hoàng đại lục náo ra động tĩnh lớn như vậy, y phiêu phiêu có biết hay không phải trang giờ phút này ngay tại phái người tìm nàng. Rất rất nhiều tưởng niệm, rất rất nhiều lo lắng, quá nhiều người cần giang giật đi thủ hộ, hắn cảm giác trên bờ vai có một loại nặng nề áp lực, hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn nhắm mắt lại hai tay ôm đầu, bắt lấy tóc, trên mặt một mảnh khổ tịch cùng cô độc. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, Giang giật lần nữa bế quan, lần này hắn chuẩn bị trực tiếp tu luyện tới thứ sáu khỏa tinh thần đầy, sau đó vụng trộm hạ sơn, đi bên ngoài đột phá. 2.500 lần tốc độ tu luyện, để hắn tu luyện như tên lửa, hắn tu luyện một tháng, người bình thường cần tu luyện 2.500 tháng. Đương nhiên Đông Hoàng Đại Lục những cái kia đỉnh cấp công tử ca, đi đường ra nghìn lần tu luyện mật thất, tăng thêm một chút linh dược, tốc độ tu luyện đoán chừng so với hắn nhanh hơn. Đối với đại gia tộc công tử cùng cường giả tới nói, nguyên lực cảnh giới căn bản không tính chuyện gì, đạo văn mới là khó khăn nhất, chỉ cần đạo văn tu luyện ra, nguyên lực cảnh giới nhẹ nhõm có thể đuổi theo. Bế quan gần một năm thời gian, Giang Giật cũng không có đơn thuần tu luyện nguyên lực, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, hắn có thể một lòng mấy dùng. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp tìm hiểu đạo văn, đột phá bán thần còn cần cảm mộ một cái tam tinh trở lên đạo văn, hắn rất muốn đột phá bán thần, đi tìm Phật Sơn mặt phía bắc trong hồ nhỏ lão giả kia. Nhưng rất đáng tiếc, hắn một cái đạo văn cũng không có cảm ngộ. Hắn thiên tư không tệ, vẫn là tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, lại ngay cả một cái hạ giai đạo văn đều không có cảm ngộ, có thể thấy được đạo văn này cảm ngộ chi nạn. Cơ duyên thời cơ không đến, coi như bế quan 100 năm đoán chừng cũng cảm ngộ không được bất luận cái gì đạo văn. Tốt, thứ sáu khỏa tinh thần đầy, tùy thời có thể dùng tinh thần dị biến. Một tháng 20 ngày về sau, Giang giật xuất quan, hắn tra xét rõ ràng mấy lần, xác định thứ sáu khỏa tinh thần đầy, hắn đứng lên thu thập một phen, ánh mắt nhìn về phía đại môn, khe khẽ thở dài, là nên lúc rời đi. Các loại trợ tinh thần dị biến về sau, linh hồn của hắn đoán chừng lại hội cường đại mấy phần, khống chế thất thải hồn thương công kích hai ba lần nên vấn đề không lớn, hắn cũng quyết định bắt buộc mạo hiểm, giết khâu sơn sau lập tức độn thiên đi đông hoàng đại lục. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dò xét thoáng cái tình huống bên ngoài, phát hiện bên ngoài là giờ phút này ban đêm bên trong, thiên ma sơn cũng mở ra phong tỏa, mà yêu nhi đoán chừng đang chờ hắn đột phá, gần nhất một mực tại thiên ma cung đợi. Đi thôi, trên mặt hắn lộ ra một tia quả quyết đi ra phía ngoài, bất quá đang đánh khai tòa thành cấm chế lúc, hắn lại cảm thấy có chút không đành lòng, muốn đi dù sao cũng nên cùng ma yêu nhi cáo biệt một cái đi. Được rồi, cùng ma yêu nhi cáo biệt, khẳng định hội dây dưa không rõ, hắn cũng không muốn nhìn thấy ma yêu nhi tấm kia đau đớn muốn tuyệt mặt. Hắn dừng một chút lấy ra giấy bút, lưu lại mấy chữ để lên bàn, lúc này mới đi ra tòa thành. Thiên Ma Sơn giải trừ phong tỏa, Giang Giật như thế thân phận tự nhiên tùy ý có thể ra vào Thiên Ma Sơn, hắn ra khỏi thành lâu đài nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Một đường rất thuận lợi, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, Giang Giật bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay đi, rời đi 30 dặm sau hắn ngừng lại, chuẩn bị độn thiên rời đi. Ma Tinh, Ma Tinh, Ma Tinh, lúc này, phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo chấn thiên tiếng hô hoán, kia tiếng hô hoán rõ ràng vận dụng nguyên lực, thanh âm chấn thiên động địa. Bên trong đều là bối rối, sợ hãi cùng thương tâm. Thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nước nở, giống như là một đứa bé đã mất đi Âu yếm đồ chơi, để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, đúng là ma yêu nhi tiếng hô hoán. Giang giật nội tâm run lên, ánh mắt của hắn đối bóng đêm hướng phương bắc nhìn lại, tựa hồ thấy được ma yêu nhi chính lệ rơi đầy mặt, khắp thế giới tìm hắn, hắn cắn răng, trầm giọng nói một câu nói, trực tiếp độn thiên rời đi. Thật xin lỗi, ma yêu nhi, nếu là 5 năm, năm sau ngươi còn không quên ta chúng ta còn có thể gặp mặt lời nói, ta nhất định không phủ ngươi. Trường 1030, ta thề, ma tinh, ma tinh, thiên ma sơn phía nam 20 dặm, mà yêu nhi trong tay cầm một tấm giấy viết thư, thất kinh tại trên hoang dã lao nhanh, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đã sớm bị nước mắt làm ướt. Trong mắt nàng đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh, mỗi lần đều cuồng loạn lớn tiếng la lên ma tinh danh tự, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dùng nguyên lực dao động, vang vọng phương viên hơn 10 dặm thần nữ thần nữ ma kỵ cùng ma phù dẫn một đám người đi theo sau lưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vì sao ma yêu nhi hội khóc đến thương tâm như vậy muốn tuyệt sẽ ở nửa đêm ở bên ngoài lao nhanh trong đêm thế nhưng là rất nguy hiểm nàng đang kêu ma tinh ma tinh mặc dù không có tại tòa thành bên trong nhưng hắn có thể chạy đi đâu a à coi như ra ngoài rồi cũng không phải không trở lại thần nữ rốt cuộc xảy ra chuyện gì người đừng vội a à, có phải hay không ma tinh không thấy chúng ta có thể phái người đi tìm a à người về trước đi, bên ngoài nguy hiểm. Ma phù nhìn thấy ma yêu nhi muốn tiếp tục hướng phía nam lao nhanh, vội vàng ra tốc kéo nàng lại, ma kỳ cũng theo sau gật đầu nói, thần nữ, người dạng này tìm, khẳng định tìm không thấy, người nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra chúng ta giúp người đi tìm. Ma tinh đi, ma tinh không cần ta nữa. Ma yêu nhi dừng lại thân thể, thân thể mềm mại rung động, bờ môi đều đang run rẩy. Nàng đầy mắt thất thần lẩm bẩm nói, các ngươi tìm không thấy hắn, tìm không thấy hắn. Mà yêu nhi bộ dạng này đem ma phù cùng ma kỵ bọn người hù dọa, ma phù vội vàng nói, thần nữ đừng hoảng hốt, ma tinh tốc độ không nhanh, chúng ta có thể triệu tập đại quân đem phạm vi ngàn dặm đều phong tỏa, nhất định giúp người tìm tới hắn. Thật, ma yêu nhi trong mắt khôi phục một tia thần thái, nàng bắt lấy ma phù tay, khẩn trương nói ra, mau đuổi theo, đem tất cả mọi người triệu tập ra ngoài, nhất định muốn tìm tới ma tinh. Tốt, tốt, thần nữ người đi về trước đi, ma phù nhẹ gật đầu, nhà đầu này mặc dù là cái tiểu ma nữ, nhưng là ma phù bọn hắn nhìn xem lớn lên cũng làm làm tôn nữ xem giờ phút này nhìn nàng như thế bộ dáng ma phù ma kỵ cũng đau lòng ma kỵ rất nhanh quát khẽ truyền lệnh trở về triệu tập sở hữu quân đội đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa nhất định muốn tìm tới ma tinh không cần tìm đúng lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên tiếp lấy một thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện ma phù cùng ma kỵ bọn người xem xét lập tức quỳ xuống quát khẽ nói tham kiến tông chủ phụ hoàng phụ hoàng ma yêu nhi xem xét người tới nước mắt tràn mi mà ra, khổ hô hào hướng ma thần bay đi, lại không để ý chút nào không chung cương phong. Ma thần kiếm lông mày vẩy một cái, vội vàng vung tay lên đem cương phong xua tan, đem ma yêu nhi kéo, hắn vung tay lên hở hững nói ra tốt, các người đều trở về đi, việc này ta hội xử lý. Ma phù bọn người vừa đi, ma yêu nhi lập tức đem tin giao cho ma thần, kêu khóc nói, phụ hoàng, ma tinh đi, hắn là thật đi. Hắn lưu lại một phong thư nói có một kiện đại sự muốn làm, nói năm năm sau nếu ta còn không quên hắn còn có thể gặp mặt lời nói liền sẽ không phụ ta ma thần không có xem tin hờ hững nói ra ta biết ta nhìn hắn đi a à, ma yêu nhi đôi mắt mở tròn vo không hiểu hỏi kiệp phụ hoàng vì sao không ngăn cản hắn phụ hoàng người giúp ta đi đoạt về hắn có được hay không trong lòng ta thật là khó chịu ma thần sờ lên ma yêu nhi đầu thở dài truy không trở về coi như đuổi trở về tâm hắn không ở đây ngươi cái này lại muốn tới làm gì dùng thiên quên hắn đi hắn lừa gạt ngươi tình cảm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này, hừ, nữ nhi của ta cũng không là ai đều có thể khi dễ. Không, mà yêu nhi đầu lắc đến chống lúc lắc, rất kiên định nói ra, mà tình là ưa thích của ta, hắn có thể thật sự có đại sự muốn làm. Hắn nếu là không thích ta, cũng sẽ không lưu lại phong thư này, phụ hoàng, người chớ làm tổn thương hắn, hắn mà chết, ta cũng không sống được. Nha đầu ngốc, ma thần biến sắc nói, hắn lừa ngươi, hắn từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt ngươi, trước kia ta còn cảm thấy hắn có thể có chút thích ngươi, sở dĩ cũng không có vạch trần thân phận của hắn, cũng không có giết hắn. Đi thẳng một mạch, chứng minh thật sự là hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Mà yêu nhi nghe được đầy mắt mơ hồ, đều quên thút thít, nàng mờ mịt hỏi, phụ hoàng, người đang nói cái gì cái gì thân phận của hắn cái gì lợi dụng ta. Nếu như ta không có đoán sai, ma thần ánh mắt nhìn về phía phương nam, đằng đằng sát khí nói ra, hắn hẳn là đến chi đông hoàng đại lục, hắn không phải ma tinh, hắn có một loại rất kỳ dị thần thông có thể biến ảo ngoại hình cùng linh hồn khí tức hắn mặc dù trở nên cùng chúng ta thiên ma tộc giống nhau như đúc nhưng ta còn là nhẹ nhõm nhìn ra sơ hở trong tay của hắn không có ma xương a à, ma yêu nhi kinh hô lên miệng rộng tấm đến lão đại nói hắn không phải ma tinh vậy hắn là ai giang giật ma thần phun ra một cái tên giải thích nói hắn lúc rời đi ta thần thức vừa vận thăm dò qua đến nhìn thấy không gian còn tại có chút chấn động cái kia hẳn là là độn thiên thần kỹ Tại băng đảo hắn diệt sát khâu bạch bọn hắn lúc, phụ cận một người sống cũng không có, hẳn là sợ bại lộ thân phận. Còn có đánh giết khâu minh cái kia gọi là cách không đánh giết, hẳn là hắn cương phong thần thông, bất quá băng phong thiên lý cái này đạo văn, xem tình huống hẳn là tại tuyết vực cảm ngộ. Trong truyền thuyết giang giật cũng có một loại thần thông có thể biến ảo thành bất luận người nào bộ dáng, trẻ tuổi như vậy liền có thể quấy đến tuyết vực long trời lở đất, cũng chỉ có giang giật tên sát tinh này. Giang giật, mà yêu nhi đối với giang giật cũng không lạ lắm, ngược lại đối cái này tại Đông Hoàng Đại Lục Quế Phong Vân người trẻ tuổi rất là chú ý, trong đầu của nàng hai người bắt đầu trùng hợp, trầm tư một hồi lâu mới nói ra, giang giật ma tinh xem ra đích thật là một người, trên người hắn khí tức quá đặc biệt, một cái từ nhỏ tại thiên ma sơn lớn lên người, cũng không có khả năng có được như thế khí chất, ta sớm nên nghĩ đến, giang giật hắn là giang giật ha ha. Mà yêu nhi nhớ tới rất nhiều chuyện, lần thứ nhất giang giật cùng nàng gặp mặt lúc, loại kia kiệt ngạo bất vần ánh mắt, một cái bình thường thiên ma tộc đệ tử làm sao dám như thế xem đằng sau tại đánh giết khâu minh lúc, loại kia giết chóc quả quyết ngông cuồng, cũng không phải bình thường người có thể có. Trọng yếu nhất chính là, tại phục hổ trên núi, Giang giật nhìn thấy tô như tuyết lúc cái loại ánh mắt này, loại kia khắc cốt minh tâm yêu thương, sau đó hắn nổi điên bay đi, loại kia vô tận bi thương. Còn có Giang giật kia quỷ mị ác ma mỉm cười, cùng cùng nàng ở chung lúc, trong khung phát ra bá khí, đây là một cái phổ thông thiên ma tộc con em tuyệt đối không có khả năng có. Mà yêu nhi thoáng cái đem tất cả hình tượng núi liền cùng nhau, nàng cũng tựa như đã mất đi hồn phách, si ngốc đứng tại chỗ. Ma thần nói không sai, hắn tâm căn bản không ở nơi này, coi như đem người tìm trở về thì có ích lợi gì hắn căn bản không có thích qua nàng, chỉ là qua loa nàng, lợi dụng nàng. Nàng còn nhớ rõ hai tháng trước, nàng nâng lên đại hôn lúc, giang giật kia trầm tựu thần sắc. Giang giật rất nổi danh, tuyết vực đại tộc đều nghe nói qua tên của hắn cùng sự tích, mà yêu nhi cũng đối giang giật sự tích hiểu rất rõ. Nàng giờ khác này cũng minh bạch, nàng không có khả năng đạt được cái này nam tử tâm, bởi vì hắn là cửu thiên tri thượng thần long, mà nàng chỉ là trên núi một cái khổng tước. Đông hoàng đại lục nhiều như vậy đỉnh cấp tiểu thư, y thiền doãn nhược băng các loại trợt tuyệt thế xinh đẹp đều cùng giang giật dây dưa không rõ, nghe đồn tại thần tứ bộ lạc cũng có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, hắn lại như thế nào vừa ý nàng dạng này một cái điêu ngoa bốc đồng nha đầu đâu. Phụ hoàng, nàng kinh ngạc nhìn phương xa một hồi lâu sau, mới giơ tay lên bên trong giấy viết thư, đầy mắt hy vọng nói ra, phụ hoàng, hắn nói 5 năm, năm sau ta chưa quên hắn, còn có cơ hội gặp mặt, nhất định không phụ ta, những lời này là không phải thật sự. Ma thần trầm ngâm một lát, không đành lòng tổn thương ma yêu nhi tâm, hờ hững nói ra, đây là hắn cuối cùng lưu lại, hẳn là thật sao. Thiên, người tốt nhất vẫn là quên hắn đi, cái này nhân thân bên trên có ma tính, hắn hoặc là thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên, hoặc là chỉ có một con đường chết. Thế gian nam nhi tốt còn nhiều, người như chờ hắn, có lẽ. Người hồi cơ khổ cả đời. Không, chúng ta, mà yêu nhi thật chặt nắm lấy nắm tay nhỏ, kiên định nói ta chờ hắn 5 năm, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện đột phá bán thần. Nếu là 5 năm sau ta tìm tới hắn, hắn còn phụ ta, ta hội. Tự tay giết chết hắn, ta thề. chương 1031, Thiên quân đỉnh phong. Băng hải hạ ngàn trượng tầng băng trong địa đạo, một người cô độc tiến lên, hắn đã dòng rã đi về phía trước một ngày một đêm. Hắn là hướng băng đảo phương hướng trước đi, nơi đó có rất nhiều băng thú cùng băng nghị, nhưng hắn tin tưởng nơi đó giờ phút này là tuyết vực an toàn nhất địa phương. Băng hải tại 10 tòa bên trong ngọn thần sơn ở giữa, nơi đó ngư long hỗn tạp, bình thường bán thần cường giả khinh thường đến đó, nếu muốn theo bên trong ngọn thần sơn tiến đến băng đảo, cũng cần một chút thời gian, đầy đủ hắn nhẹ nhõm thoát đi. Hắn tự nhiên là độn thiên rời đi thiên ma sơn giang giật, hắn cũng không có trực tiếp độn thiên đi băng đảo, mà là tại băng hải ra ngoài hiện, tìm một đầu địa đạo đi vào. Băng hải bên trong các tộc võ giả rất nhiều, dễ dàng bị người phát hiện, hắn cũng cần một hai ngày thời gian, nhìn xem ma thần có thể hay không truy sát. Tuyết vực chỉ có thiên ma tộc sẽ ở dưới mặt đất hành tẩu, giang giật dưới đất trong thông đạo đi lại một ngày một đêm, không có tao ngộ bất luận cái gì thiên ma tộc cùng ngoại tộc võ giả, ma thần cũng không có đuổi theo. Lần nữa đi về phía trước một ngày, tại vào buổi tối hắn đã tới băng đảo phụ cận, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thần thức tản ra, theo thông đạo hướng lên trên mặt giò xét mà đi, xác định phía trên không có bán thần cường giả khí tức hắn mở to mắt có chút thở ra một hơi bán thần cường giả tốc độ rất nhanh nếu là ma thần muốn truy sát có thể truy tung đến hắn đoán chừng giờ phút này đã sớm đuổi theo tới đã còn chưa tới vậy hắn liền là an toàn ai trong đầu của hắn vang lên ma yêu nhi kia tê tâm liệt phế la lên nội tâm một trận nắm chặt đau hắn không phải động vật máu lạnh coi như một con chó ở chung dài như vậy một đoạn thời gian cũng sẽ có tình cảm Khoan hãy nói mà yêu nhi đối với hắn khăng khăng một mực như vậy yêu thương. Hy vọng mà Yêu Nhi có thể quên ta đi. Hắn nghĩ tới chính mình chuyện sắp phải làm, còn có chưa biết tiền đồ hạ quyết tâm, cái này đơn thuần nha đầu đi theo hắn không nhất định là phúc khí, có lẽ sẽ bị hắn liên lụy cùng chết, vậy còn không như để cho nàng bình an tại tuyết vực vượt qua cả đời. Giò xét, hắn không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng thả ra thần niệm, giò xét phương viên 500 dặm phạm vi. Giò xét kết quả để hắn rất hài lòng phụ cận chỉ có hai cái tiểu đội, bốn ngũ tinh cường giả đều không có, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tu luyện, hắn cũng cái gì đều mặc kệ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, hắn thứ sáu khỏa tinh thần nguyên lực đã đầy, tu luyện tiếp nữa, tinh thần sẽ dị biến, hắn nguyên lực cảnh giới cũng sẽ đạt tới thiên quân đỉnh phong. Tinh thần dị biến về sau, linh hồn hắn hồi hoặc nhiều hoặc ít có chút tăng trưởng, mà lại hắn có thể được đến một chút tinh thần chi lực. Lần trước cả mộ băng phong thiên lý hắn đạt được một chút tinh thần chi lực, Tăng thêm lần này có lẽ lại có thể thôi động luyện thần lô. Ba ngày sau, băng đảo chi thượng phong vân tề động, đem phạm vi ngàn dặm sở hữu võ giả đều kinh động, cửu thiên chi thượng một vệt thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào băng đảo phía dưới, để vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Thiên địa dị tượng, ban cho tinh thần chi lực, kia là cảm ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn mới có thể xuất hiện tình huống. Sở dĩ tại băng đảo phụ cận võ giả, cho là có người tiềm phục tại băng đảo phía dưới tu luyện, cảm ngộ một cái cường đại đạo văn đi, đi xem một chút. Rất trùng hợp băng đảo phụ cận vừa vặn có một cái phục hổ tông đại thống lĩnh mang theo một đội võ giả tại phụ cận săn giết băng thú, kia đại thống lĩnh trầm ngâm một lát, vung tay lên dẫn người theo phụ cận trong địa đạo vọt xuống dưới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở phía dưới. Nếu là phục hổ tông địch nhân, cũng đúng lúc thừa dịp hắn tu luyện thời khắc, trực tiếp chém giết. Ông, giang giật trong đan điền chín khỏa tinh thần chính toàn bộ quang mang lấp lánh, riêng phần mình lóng lánh khác biệt quang mang, thứ sáu khỏa tinh thần sáng nhất, làm quang lấp lánh. Giang giật tâm thần yên lặng tại tinh thần bên trong, phát hiện một tia tinh thần chi lực tiến vào hắn trong thân thể, cuối cùng tiến vào hắn thứ sáu khỏa tinh thần ẩn núp xuống tới. Tinh thần chi lực, đồ tốt ra, Giang giật âm thầm cảm khái, hắn cũng phát hiện linh hồn đang chậm rãi tăng trưởng, đoán chừng sau lần này, thất thải hồn thương có thể tùy ý phi hành 450 giới, có thể phi hành 2 ngàn trượng khoảng cách A. Suy suy, đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo rất nhỏ tiếng vang, Giang giật thần thức đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn vừa vặn muốn thử xem thất thải hồn thương uy lực đám người này ngược lại tốt đưa mình tới cửa đi giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra mi tâm thất thải quang mang sáng lên một đạo thần hồng bay đi trực tiếp xuyên thấu màu đen bùn đất một cái chớp mắt thời gian tự đã tới phục hổ tông đại thống lĩnh đầu phía trước a à đây là cái gì phục hổ tông đại thống lĩnh đôi mắt co rụt lại sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ nguy hiểm trí mạng báo động hắn không có chút gì do dự triệu tập linh hồn chi lực ngăn chặn tiến vào trong đầu của chính mình kia cán thất thải hồn thương. ầm, um, tôi khô lạp hủ phục hổ tông bản thân tựu am hiểu công kích linh hồn, linh hồn của bọn hắn phòng ngự thủ đoạn cũng không tệ lắm, nhưng ở thất thải hồn thương phía dưới không chịu nổi một kích. thất thải hồn thương bay qua, phục hổ tông đại thống lĩnh linh hồn trực tiếp bạo liệt. thất thải hồn thương theo hắn cái ót bay ra, hướng sau lưng một đội phục hổ tông tộc nhân bay đi. bịch bịch thất thải hồn thương thẳng tắp bay qua, thế không thể đỡ, tốc độ quá nhanh quá nhanh những cái kia phục hổ tông đệ tử thậm chí đều không thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy một đạo thất thải quang mang đâm tới, tiếp lấy liền ngã chỗ chết đi. Một đội người dòng rã hơn 30, chỉ là không đến hai hơi thời gian toàn bộ linh hồn sụp đổ, ngã xuống đất không dậy nổi, chết oan chết uổng. Suy suy, thất thải hồn thương bay trở về, giang giật giò xét một phen, phát hiện không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Cái này thất thải hồn thương uy lực quả nhiên gia tăng không ít, Cụ thể tăng lên bao nhiêu còn không biết, nhưng thiên quân cấp bậc hắn tự tin đều có thể miểu sát. Linh hồn cường độ quả nhiên gia tăng không ít, ân. Vẫn là rút lui trước đi, vạn nhất có bán thần cường giả truy tung mà đến liền phiền toái. Giang giật đứng dậy, ánh mắt quét qua những thi thể này, trong tay sáng lên một đạo hồng quang, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Hắn thất thải hồn thương thế nhưng là vũ khí bí mật, không thể bị người phát hiện một tia vết tích. Không đúng, trong tay hắn cửu thiên long viêm lóe lên một cái rồi biến mất cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất hiện hai cái thiết trùy, kia là ải nhân tộc trùy, giang giật lần trước góp nhặt mấy cái. Hắn còn đem khâu bạch kia hai cái cổ khí chỗ dựa trùy cầm, bất quá hai cái này trùy quá trói mắt, giang giật cũng không dám lấy ra, bị người thấy được, ải nhân tộc tộc trưởng nhất định sẽ đuổi giết hắn. Phanh phanh phanh, hắn cầm một cái ải nhân tộc trùy, đối phục hồ tông đệ tử đầu đập tới, đem bọn hắn từng cái đầu đạp nát, đầu nát ai cũng truy tra không đến bọn hắn là thế nào chết hắc hắc đem sở hữu đầu đều đạp nát về sau nhìn qua những máu thịt kia mơ hồ thi thể hắn đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu có thể triệt để để ải nhân tộc hủy diệt ông hắn thân thể bạch quang lóe lên chậm rãi biến hình cuối cùng biến thành một cái cao ba thước người lùn hắn cầm song trùy nâng lên trong mắt to đều là hung quang trên thân khí thức cường đại từ xa nhìn lại sống sờ sờ liền là một cái ải nhân tộc cường giả đi hắn nhỏ bé hai chân khẽ động sách theo hai cái to lớn thiết trùy hướng nơi xa phóng đi, lần này hắn chuẩn bị để tuyết vực triệt để huyên náo long trời lở đất. chương 1032, long trời lở đất. Tuyết vực hoàn toàn chính xác lật trời, thời gian 10 ngày tuyết vực người bị giết đạt đến mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người càng phần lớn là phục hồ tông, hỏa ly tộc, mãnh tượng tộc, đường đao tộc tộc nhân. Đồng phục một kích mất mạng, đầu bị nện đến nhão nhuệt. Theo rất nhiều ở bên ngoài du tẩu ngoại tộc đệ tử kể rõ, có một cái ải nhân tộc cường giả điên rồi, gặp người tự giết, thực lực phi thường khủng bố, trong miệng lầm bầm muốn cho hai vị thiếu tộc trưởng báo thù. Tin tức truyền ra, tuyết vực người người cảm thấy bất an, các tộc cũng liền công việc đem bên ngoài tộc nhân triệu hồi, bị giết những người kia, thế nhưng là có không ít là bốn ngũ tinh cường giả, đồng dạng đều là một kích mất mạng. Người lùn này cường giả thực lực đã đạt tới kinh khủng tình trạng, rất có thể đạt đến bán thần. Phục hổ tông, hỏa ly tộc, mãnh tượng tộc, đường đao tộc giận dữ, trước tiên phái người đi ải nhân sơn chất vấn, để ải nhân tộc cho bọn hắn một cái công đạo, đồng thời phái ra cường giả cùng đại quân vây giết cái kia nổi điên loạn giết người lùn cường giả. Ải nhân tộc mộng, bọn hắn trong tộc lúc nào ra dạng này một tên cường giả bất quá đoạn thời gian trước chiến tử mất tích người lùn trưởng lão cường giả không ít. Người này bề ngoài ai cũng không biết, bởi vì ngoại tộc tỷ như u minh tộc dò xét người lùn bề ngoài đều không khác mấy, bên ngoài tộc xem ra ải nhân tộc từng cái đều lớn lên đồng dạng, đều là thấp tảng, như nhãn con ngươi, hung thần ác sát bộ dáng. Sở dĩ ải nhân tộc cũng không biết đến cùng là ai ở bên ngoài loạn giết, Khâu Sơn tự mình hỏi tới việc này, sau đó hạ lệnh để ải nhân tộc đại trưởng lão mang theo 50 tên cường giả đi tìm tới người này, phải tất yếu đem hắn mang về. Thực lực như thế cường đại người lùn, đây chính là ải nhân tộc may mắn, cũng không thể để còn lại mấy tộc cường giả giết hắn. Để Khâu Sơn có chút nhức đầu là, cái này ải nhân tộc cường giả tựa hồ thần chí có chút không rõ, người nói muốn thay Khâu Minh Khâu Bạch báo thù thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả Hỏa Ly tộc mãnh tượng tộc nhân cũng cùng một chỗ giết đây chính là Minh Hữu a, một cái không tốt tam tộc liên minh vỡ tan, chuyện kia liền phiền toái. Khâu Sơn phái người trong đêm đi Hỏa Ly tộc mãnh tượng tộc xin lỗi, biểu thị tìm tới người này nhất định tự mình mang theo trừ hỏa rời núi mãnh tượng sơn thỉnh đội. Còn phục hổ tông Khâu Sơn thì phái người nói đây không phải là ải nhân tộc người, Đường Đao tộc Khâu Sơn càng là hoàn toàn không rảnh để ý, dù sao cùng Đường Đao tộc đã kết thù, cũng không quan tâm chút này. Mấy cái đại quân xuất động, khắp thế giới tìm kiếm tên kia người lùn cường giả, để vô số người buồn bực là người này đột nhiên mất tích, mấy vạn người đem tuyết vực đều lật ra một lần, lại ngay cả sợi lông đều không tìm được. Tại đại quân tìm mấy ngày, nhao nhao chuẩn bị rút quân trở về lúc, tên kia thần bí ải nhân tộc cường giả lại xuất hiện. Hắn đem phục hổ tông một cái tiểu đội chém giết, đồng dạng một kích chí mạng, đầu biến thành nhão nhuệt, chờ phục hổ tông cường giả lúc chạy đến, người kia lại biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngày thứ ba, hỏa ly tộc bên kia truyền đến tin tức, hỏa rời núi mặt phía bắc một cái tuần tra đại đội mấy trăm người bị giết, thủ pháp giết người giống nhau như đúc, vẫn như cũ là tên kia ải nhân tộc cường giả. Hỏa ly tộc tộc trưởng giận dữ, tự mình xuất động đem phương viên mấy ngàn dặm lục soát một lần, nhưng liền cái quỷ ảnh đều không tìm được, người kia tựa như hội phi thiên độn địa, liền bán thần đều truy tra không đến. Ngày thứ năm, đường núi đao bên ngoài một cái ngàn người đại đội bị chém giết, ải nhân tộc cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Ngày thứ tám, mãnh tượng ngoài núi, một cái 800 người đại đội bị giết, chờ mãnh tượng tộc tộc trưởng xuất động về sau, người kia lại biến mất đến vô tung vô ảnh. Thứ 11 ngày, thần bí người lùn cường giả ra phục hổ sơn nam bên cạnh 2.000 dặm, lần này là một phiếu hung ác, chém giết dòng giã 1.500 người, trong đó bao quát ba tên mang đội trưởng lão, ngũ tinh cường giả. Toàn bộ phục hổ sơn chấn động, tin tức truyền ra toàn bộ tuyết vực chấn động. Vài vạn năm tới vẫn là lần thứ nhất phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, một người đối kháng mấy đại cường tộc đại quân, giết người không sao trọng yếu nhất chính là các vị bán thần xuất động còn tìm không thấy hắn bất quá người này là bán thần thực lực đã bị xác định giống như không phải bán thần sao có thể miểu sát nhiều cường giả như vậy ngũ tinh cường giả đều là một kích trí mạng xem thi thể cùng chiến đấu vết tích cảm giác người bị giết đều không có phản kháng nhẹ nhõm bị hắn một chùy đập chết quỷ dị như vậy chiến pháp đem rất nhiều cường giả đều sợ vỡ mật mà lại người này tốc độ quá nhanh theo phục hồ sơn trừ hỏa rời núi khoảng cách rất xa ngũ tinh cường giả tại hai ba ngày bên trong là tuyệt đối không chạy tới chỉ có bán thần mới có tốc độ như thế lại nói xảy ra chuyện sau các vị bán thần đều lập tức xuất động nhưng đều truy tra không đến đó người tốc độ của người này có thể thấy được lốm đốm ải nhân sơn cũng sôi trào một là là ải nhân tộc xuất hiện cái này cũng một tên cường giả mà cao hứng nhưng người này là một người điên ải nhân tộc căn bản tìm không thấy hắn chớ nói chi là mang về hắn dạng này loạn giết xuống dưới tam tộc liên minh liền muốn triệt để tan vỡ phục hổ tông cùng đường đao tộc cũng sẽ không bỏ qua ải nhân tộc. Khâu Sơn ngồi không yên, đem ở bên ngoài ải nhân tộc toàn bộ triệu tập trở về, chính mình tự mình xuất động đi tìm tên kia người lùn cường giả, muốn đem hắn mang về. Khâu Sơn nội tâm hy vọng xa vời, người này có thể khôi phục thần trí, đến lúc đó ải nhân tộc tự có hai tên bán thần, ải nhân tộc thực lực cũng sẽ tăng nhiều, cũng căn bản không sợ còn lại chủng tộc. Tào bồi văn cùng đường đao sắc thực rất cường đại, nhưng bọn hắn dám đến công ải nhân Sơn sao? Bọn hắn nếu là dám động, hắn có thể tỏa trấn ải nhân sơn đứng vững, để tên kia người lùn cường giả đi huyết tẩy phục hổ sơn cùng đường núi đao, liều đến cá chết lưới rách, cứ như vậy coi như tào bồi văn cùng đường đao cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Tào bồi văn, đường đao, hỏa ly tộc mãnh tượng tộc, tộc tộc trưởng cũng ngồi không yên, toàn bộ điều động tự mình truy tra người này, thề phải diệt sát hắn. Mấy đại bán thần tại tuyết vực khắp thế giới tìm, bọn hắn cũng căn bản không tin tưởng người này thật có thể tránh thoát bọn hắn tìm kiếm. Thiên Ma Sơn, Thiên Ma Cung, ma thần đạt được truyền báo, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đối bên người đầy mắt hy vọng ma yêu nhi nói ra, hắn lần này ngược lại là hoàn toàn chính xác không có lừa ngươi, hắn đi làm một việc đại sự. Tiểu tử này quả nhiên là một tên sát tinh, đi đến cái nào cái nào tự xảy ra chuyện, hơn nữa còn đều huyên náo long trời lở đất a. Ma yêu nhi tiếp nhận truyền báo nhìn kỹ mấy lần, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức khẩn trương đến ghê gớm, nàng thoáng cái bắt lấy ma thần cánh tay nói, phụ hoàng. Khâu Sơn, tào bồi văn đường đao bọn hắn đều xuất động, ma tinh. Giang giật nguy hiểm, người nhanh đi giúp hắn một chút, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, ma thần lắc đầu thở dài nói, đều nói gả đi nữ nhi, tắt nước ra ngoài. Lời này thật đúng là không có nói sai a à. nhân ra đều không thích ngươi, người cánh tay còn ra bên ngoài gà tào lão quái đường đao khâu sơn bọn hắn có một cái là dễ trêu cha ngươi cùng bọn hắn đối đầu, kia là cửu tử nhất sinh, lão cha chết không sao, ta chết đi thiên ma tộc trăm vạn tộc nhân cũng đều phải tao tội. Phụ hoàng, mà yêu nhi sau khi nghe xong gương mặt xinh đẹp thanh bạch đan sen, tràn đầy xấu hổ, nước mắt cũng dì rào rơi xuống, nàng cắn môi cúi đầu xuống, cũng không biết nên nói cái gì, vừa thẹn vừa xấu hổ vừa lo lắng, trăm loại tư vị nổi lên trong lòng. Nhà đầu ngốc, ma thần đưa tay khẽ vuốt ma yêu nhi đầu nói ra, yên tâm đi, tiểu tử kia thế nhưng là thuộc miêu, có chín đầu mệnh đâu. Tào lão quái bọn hắn trước kia không giết được hắn, cũng giết không được. Lúc này mới mấy ngày A à, tiểu tử này thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít, ngũ tinh cường giả tăng thêm 1.500 người, trong nháy mắt miểu sát. Hắn cách phục hổ sơn thế nhưng là chỉ có 2.000 dặm, tào lão quái cái gì tốc độ chờ hắn tới, ảnh đều không thấy một cái, có thể thấy được tiểu tử này giết ngũ tinh cường giả tụ cùng bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng nhẹ nhõm. Hắn có độn thiên, chỉ cần hắn không phải quá ngu, tào lão quái bọn hắn hẳn là giết không chết hắn. Mà yêu nhi vẫn là không yên lòng, cấp bách nói ra, thế nhưng là tào lão quái thế nhưng là bát tinh cường giả A, à, tuyết vực người thứ hai, giang giật còn không phải bán thần đâu. Ha ha, ma thần cười nhạt một cái nói, tin tưởng phụ hoàng đi, tào lão quái mặc dù là bát tinh cường giả không sai, nhưng hắn duy nhất đem ra được liền là bát tinh đạo văn, đại địa chi thuẫn. Còn lại thủ đoạn nha, bình thường, chỉ cần kia tiểu tử không cùng bọn hắn đối mặt, tào lão quái cũng bắt hắn không có cách. Ma thần nói xong đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn qua xa xa một mảnh băng nguyên, mày kiếm nhân lại, ngưng âm thanh thì thào, tiểu tử này vì sao muốn giả mạo ải nhân tộc hắn đây là muốn ải nhân tộc vạn kiếp bất phục a? À? chẳng lẽ lại hắn là tại thai thiên nhi báo thù không thành nhưng hắn bốc lên tuyết vực nội loạn, trung quy không phải tuyết vực chi phúc a? À? ta muốn hay không vạch trần tiểu tử này thân phận đâu ai? chương 1033, hắn quả nhiên không phải ải nhân tộc. Tuyết vực chi bắc, có một tòa núi nhỏ, tuyết vực người gọi Thánh Sơn. Thánh Sơn đối với Tuyết Vực người mà nói là cấm địa, các tộc đều có tổ huấn, nghiêm cấm tộc nhân đi Tuyết Vực Chi Bắc, nghiêm cấm đi Thánh Sơn. Còn như vì sao không thể đi? Nơi đó có cái gì chỗ kinh khủng rất nhiều người cũng không biết. Các đại tộc tộc trưởng ngược lại là đều rất rõ ràng, nơi đó là Tuyết Vực không miễn Chi Vương Thiên Ẩn Tông địa bàn, muốn vào Thiên Ẩn Tông đi, chỉ có đi Thánh Sơn truyền tống vào đi. đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể vào Thiên Ẩn Tông, coi như ma thần muốn đi vào, cũng phải thành thành thật thật cầu kiến thiên ẩn tông không thấy, ma thần cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Giờ phút này Thánh Sơn hơn một ngàn trượng dưới mặt đất lại có một người chính ngồi xếp bằng tu luyện trên Thánh Sơn có mấy chục người chấn thủ, nhưng các nàng thần thức cũng không tính là mạnh, dò xét mặt đất cũng chỉ có thể dò xét mấy trăm ngàn trượng xa. Các nàng cũng căn bản cũng không có cái gì dò xét, dù sao ai dám ngày nữa ẩn tông quấy rồi a à. Cái này thủ Thánh Sơn thực lực võ giả cũng không mạnh, nếu có người cưỡng ép xâm nhập, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Nhưng, ai dám mạnh mẽ xông tới, coi như người truyền tống vào thiên ẩn tông lại như thế nào ở trong đó thế nhưng là ở hơn 10 vị bán thần, tông chủ càng là nhưng so sánh cửu đế tồn tại, tiến vào cũng chỉ có thể chịu chết. Sở dĩ giờ khắc này ở dưới thánh sơn người này lá gan rất lớn, cũng không muốn mạng chủ. Trên thực tế người này lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn, một người cũng dám cùng bác đế vũ ra là địch chủ, lá gan nghĩ tiểu cũng khó khăn. Bất quá lần này Giang giật thật đúng là rất thông minh, hắn trốn ở chỗ này, tào bồi văn bọn người đem tuyết vực lật ra một lần, quả thực là tìm không thấy hắn, bọn hắn cũng không nghĩ ra giang giật dám ở cái này đến cất giấu, đoán chừng tựu không mất ẩn tông người đều đoán không được, giang giật tựu trốn ở dưới thánh sơn. Bán nguyệt thời gian, tào bồi văn mấy người đem tuyết vực lại tìm tòi một lần, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Đều là đại tộc tộc trưởng, tuyết vực chúa tể một trong, cũng không thể tổng dạng này mò mẫm quay a à vậy sẽ cho còn lại bán thần chê cười, bọn hắn thân phận tôn quý, cũng không có khả năng mỗi ngày ở bên ngoài ăn gió nằm xương. Sau năm ngày giang giật động, hắn theo lòng đất phụng trộm tiềm hành, rời xa Thánh Sơn về sau, hắn trực tiếp độn thiên rời đi. Lần này hắn đi hỏa rời núi, tại ngoài núi ngồi chờ một ngày một đêm, bằng vào thần niệm vu thuật, hắn có thể liệu địch tại tiên cơ, nhẹ nhóm tìm tới mục tiêu, lại là 500 người tuần tra tiểu đội. Giết, thân thể của hắn còn không có xuất hiện, thất thải hồn thương đã trước một bước từ dưới đất bay ra, tựa như một cái tử thần liêm đao tại 500 người trong đầu bay qua, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, linh hồn đã vỡ nát, thân thể từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất, chết như thế nào cũng không biết. ầm, um, người có mấy trăm, thất thải hồn thương bay một vòng cũng muốn thời gian. Có một người kịp phản ứng, đột nhiên ném mạnh một viên đạn tín hiệu, đạn tín hiệu bay lên giữa không trung bạo liệt, chiếu sáng nửa bầu trời. bất quá người này vừa mới thả đạn tín hiệu, lập tức bị giết. hưu, giang giật theo lòng đất nổ bắn ra mà ra trong tay cầm hai cái thiết trùy, thân hình như gió tại tất cả thi thể bên trên dạo qua một vòng, 500 đầu người đều bị nện đến vỡ nát, sau đó hắn không có nửa điểm do dự, trước tiên xé rách hư không độn thiên mà đi. Hưu, Giang giật rời đi vẻn vẹn mấy hơi thời gian, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phá không mà đến, hỏa ly tộc tộc trưởng hỏa viêm tới cũng không chậm, nhưng nơi này cách khai hỏa rời núi có mấy chục dặm lộ trình, hắn lại không là chân thần, theo đạt được truyền báo lập tức khởi hành dù sao vẫn cần một chút xíu thời gian a. À. Giang giật theo xuất thủ đến độn thiên mà đi, vẻn vẹn hao tốn không đến người hơi thời gian, hỏa viêm coi như tốc độ lại nhanh, tại ngắn như vậy thời gian cũng không đuổi kịp tới. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, nhìn qua đầy đất tàn thi, hỏa viêm nổi giận giống to, hắn thân thể hóa thành hồng quang tại phạm vi ngàn dặm bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, thần thức cực lực tản ra, nhưng kết quả giống nhau không thu hoạch được gì. Ba ngày sau, Giang giật xuất thủ lần nữa, tại mãnh tượng Sơn xử lý 800 người. Sáu thiên hậu, Giang giật lại tại đường núi đao xử lý 500 người, 10 ngày sau phục hổ tông lại tao tội, Một 000 người bị tàn sát, chờ tàu bồi văn đuổi tới, Giang giật lại bỏ trốn mất dạng. Oanh, tàu bồi văn tại phụ cận lục soát một vòng, xác định tìm không thấy hung thủ về sau, hắn nổi giận vung tay lên đánh ra một cái đại thủ ấn, nơi xa một tòa núi nhỏ ầm vang một tiếng, bị san thành bình địa, phương viên chăm dặm mặt đất cũng vì đó chấn động. Tông chủ bất giận, một đám vội vàng chạy tới phục hổ tông trưởng lão, vội vàng sợ hãi quỳ xuống, Tào Bồi Văn Tuyết Trắng Dâu đều giận đến bay lên, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, đều thất thần làm gì, còn không cho ta đi tìm. Không tìm được hắn, các ngươi cũng đừng trở về. Vâng, vâng, một đám trưởng lão vội vàng sợ hãi đứng dậy, liền muốn phân biệt dẫn người đi tìm, đứng ở một bên Tào Đoạn Thiên lại khoát tay trận lại nói, đều đừng đi tìm, tìm không thấy. Ừ, Tào Bồi Văn rét lạnh đôi mắt thoáng cái quét về phía Tào Đoạn Thiên, chờ lấy giải thích của hắn. Tào đoạn thiên chắp tay nói, lão tổ tông, ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Nói, Tào Bồi Văn lạnh giọng nói, nhìn thấy Tào Đoạn Thiên nhìn phía sau các trưởng lão, hắn vung tay lên tất cả trưởng lão vội vàng lui ra, duy chỉ có còn lại theo tới Tào Thệ Thủy một người. Tào Thệ Thủy là muội muội mình, Tào Đoạn Thiên ngược lại là cũng không có tị húy, hắn thở dài nói, lão Tổ Tông, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ một việc, vì sao người này muốn nổi điên bốn phía giết người vì sao chỉ giết chúng ta phục hổ tông, hỏa ly tộc mãnh thượng tộc đường đao tộc người hắn đã điên rồi, vì sao không đi giết còn lại chủng tộc không đi giết thiên ma tộc không đi giết ải nhân tộc tào bồi văn thưa thất nhướng mày rơi vào trầm tư trong khoảng thời gian này hắn là giận điên lên mặc dù cũng nghĩ qua một số việc nhưng một lòng nghĩ bắt lấy gian giật cũng liền không có đi nghĩ lại